Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 56. Người phụ nữ váy trắng. Ác đạo ngẩng đầu nhìn cuối tinh không phía xa bằng ánh mắt căm thù. Nỗi nhục nặng nề này, cô ta nhất định sẽ trả. Phải trả. Trong mắt ác đạo tràn đầy sự oán hận và sát khí, lôi kiếp mạnh mẽ tản ra khắp xung quanh. Ở một nơi khác, Diệp Quân bị thiên mệnh váy trắng dẫn rời khỏi kiếp giới, sau đó tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, nét mặt Diệp Quân rất nặng nề, mãi không nói một lời. Một lúc lâu sau đó, hắn trầm giọng nói, cô váy trắng có thể. Thiên mệnh váy trắng mỉm cười nói, không sao, dù bà ấy không đánh thắng ác đạo kia, nhưng muốn tự vệ cũng không phải là vấn đề. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cuối tinh không phía xa, ánh mắt hơi mờ mịt, không ngờ ác đạo kia lại mạnh đến mức đó. Thiên mệnh váy trắng nói, bình thường thôi, dù sao cô ta cũng là đại đạo, còn là ác đạo, hơn nữa mấy năm qua cô ta còn liên tục bị chân thần trấn áp, mà mỗi lần trấn áp, thực lực của cô ta sẽ trở nên mạnh hơn, vì thế thực lực của cô ta đã đạt đến một mức độ rất đáng sợ rồi. Nói đến đây, bà ấy nhìn Diệp Quân đang tỏ vẻ nặng nề, nghiêm túc nói, bây giờ, con chính là hy vọng cuối cùng. Nghe thấy thế, Diệp Quân hít sâu một hơi. Không thể không nói, lúc này hắn có áp lực lớn chưa từng có. Từ trước đến giờ, cô váy trắng luôn là vị thần trong lòng hắn, một vị thần vô địch, mà hôm nay, bà ấy lại bị ác đạo đánh bại. Điều này khiến hình tượng vị thần trong lòng hắn tan vỡ. Hắn không thể coi mấy người nhóm cô váy trắng và cha thành chỗ dựa cuối cùng nữa. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Dựa vào chính mình. Phải biết rằng ngoài ác đạo còn có tông chủ quá khứ tông nữa, người phụ nữ kia có thể phá vỡ cả kiếm thanh huyên đấy. Kẻ thù rất mạnh. Bây giờ phía hắn đang nằm ở thế yếu. Diệp Quân chậm rãi siết chặt hai tay, trong mắt tràn đầy sự kiên định, cô, giúp con nâng cao thực lực với. Nghe thấy thế, thiên mệnh váy trắng khẽ cười, được. Chúng ta đi tìm con rồng tổ kia. Diệp Quân hơi nghi ngờ, rồng tổ. Thiên mệnh váy trắng gật đầu, không chỉ phải nâng cao thực lực của con mà còn phải nâng cao thực lực của thiên thiên cô nương nữa, ngoài ra còn phải để bốn tổ thú giúp con đắp nặn cơ thể phàm nhân nữa. Cơ thể phàm nhân. Diệp Quân xa sầm mặt, hắn vốn cho rằng chỉ cần chiến đấu là có thể đắp nặn cơ thể phàm nhân, nhưng hắn không ngờ khoảng thời gian này, cơ thể phàm nhân không hề có chút tiến triển. Thiên mệnh váy trắng nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, bà ấy dẫn Diệp Quân theo tiếp tục ngược dòng Tuế Nguyệt. Trên đường đi, nét mặt Diệp Quân rất nặng nề, trong đầu hắn vẫn đang nghĩ đến hình ảnh khóe miệng cô váy trắng có máu chảy ra. Có lẽ cô bị thương rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Diệp Quân không nhịn được xoay người nhìn sau lưng, trong mắt vẫn có vẻ lo lắng. Thấy Diệp Quân như thế, trong lòng thiên mệnh váy trắng nhất thời hơi áy náy, nhưng suy nghĩ lại, trong lòng không có thần sẽ tốt cho Diệp Quân hơn. Vì thế, thiên mệnh váy trắng cười khẽ, an ủi, nghĩ nhiều thế làm gì, cô váy trắng của con chạy giỏi lắm. Diệp Quân. Một lát sau, Diệp Quân chợt nói, tháp ra, người có cảm thấy chỗ nào là lạ không? Tiểu tháp hỏi, là lạ cái gì cơ? Diệp Quân lắc đầu, không biết, nhưng ta cứ cảm thấy là gì đó. Tiểu tháp khẽ thở dài, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta, cho nên ngươi ngoan ngoãn cố gắng nâng cao thực lực đi. Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đắp nặn cơ thể phàm nhân, đừng nghĩ về những chuyện khác nữa, nghĩ nhiều chỉ là lãng phí thời gian thôi, không có ý nghĩa biết không? Diệp Quân gật đầu, Dứt lời, hắn thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Thấy Diệp Quân không tiếp tục hỏi, thiên mệnh váy trắng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc này đúng là khó lừa. Không biết đã bao lâu trôi qua, thiên mệnh váy trắng đột nhiên nhìn về phía xa, sau đó nói, chúng ta sắp đến tổ long giới rồi. Rồng tổ. Diệp Quân hỏi, cô, bốn tổ thú mà người nói lúc trước là bốn tổ thú nào? Thiên mệnh váy trắng cười nói, rồng tổ, tổ thú huyền quy, phượng hoàng tổ, hổ tổ huyền ngoa. Tổ thú huyền quy. Diệp Quân nhất thời nhíu mày. Lúc này, thiên mệnh váy trắng chợt nói, chúng ta đến rồi. Sau đó, bà ấy vung tay áo, thời không phía xa chợt nứt ra, sau đó, bà ấy dẫn Diệp Quân tiến vào tổ long giới. Vừa tiến vào tổ long giới,
Diệp Quân lập tức nhíu mày, vì hắn cảm nhận được một vài hơi thở không tầm thường. Không đúng. Thiên mệnh váy trắng bên cạnh hắn cũng nhíu mày. Thiên mệnh váy trắng dẫn Diệp Quân biến mất, chẳng mấy chốc, hai người đi tới một tinh không, mà khi hai người đi tới tinh không nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cả hai đều lập tức sững sờ. Một cái đầu đầm đìa máu tươi lơ lửng trong tinh không. Đầu rồng tổ. Xung quanh cái đầu đầm đìa máu này còn có một vài phần tay chân của rồng tổ, xung quanh tràn đầy mùi máu tanh gai mũi. Thấy cảnh này, Diệp Quân và Thiên Mệnh váy trắng đều sửng sốt. Rồng tổ bị giết rồi. Diệp Quân và Thiên Mệnh váy trắng nhìn nhau, hai người đều cực kỳ ngạc nhiên. Ai giết rồng tổ? Lúc này, Ngao Thiên Thiên xuất hiện, khi thấy thi thể không lành lặn của rồng tổ, cô ấy nhíu chặt mày. Lúc này, đầu rồng tổ kia chậm rãi mở mắt ra. Diệp Quân vội nói, tiền bối. Rồng tổ thấy Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên thì nhẹ giọng nói, các ngươi đến rồi. Diệp Quân trầm giọng hỏi, tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Rồng tổ đáp, chúng thần điện. Chúng thần điện. Diệp Quân hơi nghi ngờ, vì sao bọn họ lại ra tay với ngài? Rồng tổ nhìn Diệp Quân, đang định đáp lời thì nó như cảm nhận được điều gì, con ngươi chợt co lại. Sau đó đầu nó lập tức nổ tung, biến thành vô số máu thịt bắn tung tóe. Thần hồn tan biến. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân nhất thời thay đổi, hắn chợt quay đầu nhìn sang bên phải, cách đó nghìn trượng có một người bí ẩn đội mũ rộng vành màu đỏ. Thiên mệnh váy trắng quay đầu nhìn về phía người bí ẩn, bà ấy híp mắt. Đôi mắt dưới nón lá rộng vành đang nhìn chằm chằm Diệp Quân. Sau đó, hắn ta đột nhiên siết chặt tay phải. Giác! Thời không xung quanh Diệp Quân chợt nứt ra, sau đó, một lưỡi dao màu máu lặng lẽ chém về phía Diệp Quân. Thiên mệnh váy trắng đột nhiên chắn trước mặt Diệp Quân, cầm kiếm đâm về phía trước. Keng! Lưỡi dao kia lập tức bị chém bay. Bà ấy ngẩng đầu nhìn người bí ẩn phía xa, chúng thần điện. Người bí ẩn cười khẩy, sau đó cơ thể trở nên hư ảo. Diệp Quân nhìn thiên mệnh váy trắng bên cạnh, cô có thể ngăn được hắn ta không? Thiên mệnh váy trắng gật đầu, được. Dứt lời, bà ấy vung tay áo, kiếm vãng sinh trong tay lập tức bay đi. Oanh! Thanh kiếm biến thành một lồng giam nhốt người bí ẩn lại. Dùng kiếm làm lồng giam. Người bí ẩn kia cau mày, hắn ta chợt siết chặt tay phải, một sức mạnh cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn ta. Lồng giam bằng kiếm của thiên mệnh váy trắng rung động dữ dội. Nhưng người bí ẩn lại không thể làm gì được lồng giam đó. Lúc này, thời không cách bên phải người bí ẩn khoảng nghìn trượng đột nhiên nứt ra, sau đó một người đàn ông mặc áo choàng trắng, tay cầm quạt xương trắng chậm rãi bước tới, ông ta nhẹ nhàng vung quạt. Oanh! Kiếm vãng sinh của thiên mệnh váy trắng phía xa bị đánh ba. Thiên mệnh váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm vãng sinh bay về trong tay bà ấy. Thiên mệnh váy trắng và Diệp Quân nhìn về phía người đàn ông áo trắng, người đàn ông khẽ mỉm cười, thiên mệnh váy trắng. Thiên mệnh váy trắng hơi nhíu mày. Người đàn ông mỉm cười nói, đừng ngạc nhiên, đương nhiên chúng ta đã điều tra về các ngươi rồi. Diệp Quân hỏi, ông là người của chúng thần điện. Người đàn ông gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn ông ta, dường như ta đâu có thủ oán gì với các người. Người đàn ông cười nói, Diệp công tử. Lập trường của ngươi khác với chúng ta. Diệp Quân im lặng. Rõ ràng chúng thần điện này chọn đứng về phía ác đạo. Người đàn ông nhẹ nhàng phe phẩy quạt xương trắng trong tay, cười nói, Diệp công tử, không thể không nói lần này các ngươi khiến chúng ta rất bất ngờ, vì chúng ta không ngờ thế lực sau lưng ngươi lại khổng lồ đến thế, chúng ta thật sự không thể ngờ được. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo bào trắng, nên bây giờ các ngươi muốn thay đổi kế hoạch à? Trong mắt người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên, Diệp công tử, trong tài liệu nói ngươi rất thông minh, đúng thật là như thế. Diệp Quân hơi nghi ngờ, rồng tổ cũng không phải người của chúng ta, vì sao các người lại giết nó? Người đàn ông cười nói, vì nó không chịu phục tùng chúng thần điện chúng ta, chẳng những thế, nó còn coi thường chúng thần điện nữa. Diệp Quân im lặng, người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, không biết nhìn thấy gì, ông ta chợt cau mày. Sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, chúng ta gặp lại sau. Dứt lời, ông ta dẫn theo người bí ẩn đội mũ rộng vành kia xoay người rời đi. Nhìn hai người họ rời đi, Diệp Quân nhíu chặt mày.
Chúng thần điện. Hắn không biết gì về thế lực này cả. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên bên cạnh, Ngao Thiên Thiên đang nhìn thi thể rồng tổ trước mặt với vẻ u ám. Diệp Quân khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay Ngao Thiên Thiên. Rồng tổ cũng giống như sư phụ của Ngao Thiên Thiên, bây giờ thấy nó chết, đương nhiên cô ấy sẽ thấy khó chịu. Thiên mệnh váy trắng chợt nói, có lẽ bọn họ muốn thu phục tất cả thú tổ trên thế gian này. Diệp Quân đang định đáp lời thì thời không trước mặt hắn hơi rung lên. Sau đó, Diệp Quân sa sầm mặt. Thiên mệnh váy trắng hỏi, sao vậy? Diệp Quân đáp, mẹ vừa truyền tin đến, nói đám cao thủ của quá khứ tông và quỷ tộc đã rút lui rồi. Thiên mệnh váy trắng nghi ngờ hỏi lại, rút lui. Diệp Quân gật đầu, tất cả đều đã rút lui. Dứt lời, hắn híp mắt, chắc chắn là bọn họ có kế hoạch mới gì đó. Thiên mệnh váy trắng im lặng một lúc rồi nói, tạm thời đừng quan tâm đến bọn họ. Việc cấp bách là mau chóng đắp nặn xong cơ thể phàm nhân của con. Diệp Quân nói, bây giờ. Thiên mệnh váy trắng nói, ta không tin chúng thần điện có thể thuần phục tất cả tổ thú. Diệp Quân ngắt lời bà ấy, có thể nhờ nhị nha giúp con không? Nhị nha. Nhị nha cũng là yêu thú, còn là yêu thú rất mạnh. Nhưng thiên mệnh váy trắng lại lắc đầu, không được. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Thiên mệnh váy trắng giải thích, huyết mạch của nhị nha rất bá đạo, hơn nữa huyết mạch của con và nó cùng nguồn gốc, nếu tiến vào trong cơ thể con sẽ giúp huyết mạch phong ma của con tấn công huyết mạch phàm nhân. Khi đó nếu huyết mạch phàm nhân của con bị áp chế thì sao có thể đắp nặn cơ thể? Nói đến đây, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, con có thể làm huyết mạch viêm hoàng của con giúp huyết mạch phàm nhân không? Diệp Quân thẳng thừng lắc đầu. Thiên mệnh váy trắng thắc mắc, vì sao? Diệp Quân trầm giọng nói, huyết mạch viêm hoàng này không giúp bên nào trong hai bên cả. Mỗi lần huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân giằng co, huyết mạch viêm hoàng đều sẽ ở một bên im lặng theo dõi, không giúp bên nào. Có lẽ nó đang nghĩ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lời. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, huyết mạch viêm hoàng đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết nó trở nên mạnh hơn bằng cách nào. Thiên mệnh váy trắng nói, vậy chúng ta đi đến tổ yêu giới, xem thử có thể tìm thấy một vài yêu thú mạnh không, sau đó mượn lực lượng huyết mạch của bọn chúng đắp nặn cơ thể phàm nhân cho con. Diệp Quân gật đầu, được. Việc cấp bách bây giờ là phải đắp nặn cơ thể phàm nhân, hắn cũng rất chờ mong với cơ thể phàm nhân này. Thiên mệnh váy trắng dẫn Diệp Quân tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, hai người cùng đến tổ yêu giới. Trên đường đi, Diệp Quân chợt nói, cô, người nói tiếp theo chúng thần điện sẽ nhằm vào con thế nào? Thiên mệnh váy trắng lắc đầu, không biết. Diệp Quân im lặng, trực giác nói với hắn, tiếp theo có lẽ chúng thần điện sẽ phải làm ra chuyện lớn. Chúng thần giới. Chúng thần giới nằm ở đầu cuối quá khứ của Tuế Nguyệt Trường Hà, trong chúng thần giới này có mấy chục nghìn thế giới lớn nhỏ. Nơi này rất giống một vũ trụ độc lập. Vũ trụ này rất đặc biệt, vì chúng thần năm đó đã tách thế giới này ra khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, có thể nói, nó đã không được tính là nằm trong Tuế Nguyệt Trường Hà nữa. Nói một cách khác, nó cũng không thuộc về quá khứ, nó vẫn luôn thuộc về hiện tại. Chúng thần điện. Mỗi ngày trước chúng thần điện đều có vô số người thành kính đến quỳ lạy cầu nguyện. Chúng thần ở đây không phải thần côn sao, cũng không phải vật trang trí, chỉ cần ngươi có lòng thành là có thể cầu gì được đó. Sao thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Vì thế mỗi ngày đều có vô số người đến quỳ lạy trước chúng thần điện để cầu nguyện. Mà quảng trường trước chúng thần điện cũng đủ để chứa hơn triệu người. Mỗi ngày đều đông nghìn nghịt. Trong chúng thần giới cũng có ít nhất 10 triệu phân điện của chúng thần điện thế này. Trong điện chính của chúng thần điện có 5 tượng thần, 4 nam 1 nữ, tượng thần uy nghiêm trang trọng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trong điện có một ông lão mặc thần bào, tay cầm pháp trượng, đang đọc một quyển thần tịch. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng chậm rãi đi vào. Người đàn ông cầm một cây quạt xương trắng, tao nhã điềm đạm. Người đàn ông cúi chào ông lão mặc thần bào bên trên, điện tông. Điện tông của thần điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là người đại diện chúng thần ở nhân gian, chúng thần không xuất hiện,
lão ta chính là người có quyền nhất trong chúng thần giới, đương nhiên cũng là người mạnh nhất. Điện Tông ngồi trong điện chính ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, chết rồi à? Người đàn ông gật đầu, rồng tổ không muốn phục tùng. Nghe thấy thế, trong mắt Điện Tông nhất thời lộ vẻ thương hại, chúng thần nhân từ, thương hại người đời, cho nó ân đức vô thượng nó cũng không muốn tiếp nhận, hầy, ngu muội. Nói đến đây, lão ta thoáng dừng lại, sau đó mới nói, có lấy được tổ long đan của nó không? Người đàn ông gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay, một viên nội đan lớn bằng nắm đấm chậm rãi bay tới trước mặt Điện Tông. Điện Tông nhìn nội đan, trong mắt vẫn tràn đầy nhân từ và thương hại, nguyên chủ giáo, ngươi cũng biết đấy, ta muốn nó nằm trong lòng thần, ta không muốn giết nó. Nguyên chủ giáo chợt nói, ta gặp được Diệp Quân. Điện Tông hỏi nguyên chủ giáo, sao rồi? Nguyên chủ giáo nói, dù ở vũ trụ chúng thần của chúng ta, cậu ta cũng có thể xem là tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ. Điện Tông vội nói, thiên tài như thế, phải khiến hắn khuất phục điện của chúng ta, nhận sự che chở của chúng thần. Bảo Diệp Quân gia nhập chúng thần điện. Nguyên chủ giáo nhìn thoáng qua Điện Tông, sau đó nói, việc này e rằng rất khó. Điện Tông khẽ thở dài, người đời ngu muội, chúng ta còn phải cố gắng giáo dục cảm hóa người đời, để người đời sớm quy y theo điện, nhận sự che chở của chúng thần. Nguyên chủ giáo nghiêm túc nói, Điện Tông đại nhân, sở dĩ quá khứ tông nhiều lần thất bại là vì bọn họ nhằm vào sai người. Chúng ta không nên đặt mục tiêu vào Diệp Quân này, sở dĩ Diệp Quân không sợ là vì mấy cao thủ kiếm tu sau lưng hắn, mấy kiếm tu kia không chết, Diệp Quân sẽ mãi mãi không chết, vì thế ta đề nghị nên nhằm vào mấy kiếm tu sau lưng cậu ta. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Điện Tông, nhẹ nhàng phe phẩy quạt ngọc, giết giặc phải bắt tướng, phát động thần chiến với mấy kiếm tu kia, tiêu diệt trong một lần, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Phát động thần chiến. Nghe được lời này của nguyên chủ giáo, vẻ nhân từ và thương xót trên mặt Điện Tông hóa thành nặng nề. Thần chiến. Trước giờ chỉ mới xảy ra hai lần ở chúng thần điện. Một là khi chống lại dị đoan. Hai là chống lại tông chủ quá khứ tông. Nhưng đáng tiếc rằng cả hai lần đều không thể giành được chiến thắng. Nguyên chủ giáo tiếp tục, ta đã cho người điều tra chi tiết về Diệp Quân và người đứng sau hắn. Mỗi lần hắn hay vũ trụ quan huyên gặp nạn đều có thể hóa nguy thành an, nguyên nhân chủ yếu nằm ở người hộ đạo của hắn, không chỉ có chủ nhân bút đại đạo mà còn có một người phụ nữ váy trắng. Ông ta thoáng dừng lại rồi tiếp tục, vì vậy, tấn công Diệp Quân là hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cho dù không có hắn thì cũng sẽ có một kẻ khách được đào tạo ra. Giết hắn là chỉ ngọn, không phải chỉ gốc, những người đứng sau hắn mới là mấu chốt, chỉ cần diệt trừ bọn họ, Diệp Quân. Chỉ còn là một việc còn con. Điện Tông không nói gì. Rồi lại lên tiếng ngắt lời trước khi nguyên chủ giáo kịp nói tiếp, tông chủ quá khứ tông nói thế nào. Nguyên chủ giáo, giao cho chúng ta toàn quyền xử lý. Điện Tông nhíu mày, bà ta hiện đang ở đâu? Nguyên chủ giáo lắc đầu, không rõ. Điện Tông rơi vào im lặng. Phát động thần chiến không phải chuyện để đùa. Nguyên chủ giáo, Điện Tông đại nhân. Nếu chúng ta không diệt trừ chỗ dựa của hắn thì sẽ đi vào vết xe đổ của quá khứ tông trước kia, đã không giết được mà còn làm hắn mạnh hơn. Sức mạnh của Diệp Quân đã tăng vọt trong khoảng thời gian ở Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuy hiện nay chưa đáng để lo ngại nhưng nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thì chúng thần điện ta cũng sẽ không thể làm ngơ. Điện Tông chậm rãi đứng dậy, đi tới đi lui một hồi rồi hỏi nguyên chủ giáo, ngươi có biết ý nghĩa của phát động thần chiến? Ông ta đáp ngay, đương nhiên, nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Diệp Quân không quan trọng, quan trọng là chỗ dựa của hắn. Một khi hắn không còn những người kia, muốn giết chỉ là chuyện trở bàn tay. Điện Tông trầm ngâm rồi thở dài, cũng được, vì muôn vàn chúng sinh, hãy phát động thần chiến một lần nữa. Nguyên chủ giáo nói ngay, trước tiên phải diệt trừ Diệp Huyên. Điện Tông nhíu mày, kiếm chủ nhân gian của vũ trụ quan huyên. Nguyên chủ giáo gật đầu, theo ta được biết, người này và muội muội đã chuyển thế sống lại một kiếp, là mục tiêu dễ trừ khử nhất. Trước tiên xử lý hai người này. Điện Tông, chuyển thế của họ đang ở đâu? Nguyên chủ giáo, vẫn đang điều tra. Sau một hồi im lặng, Điện Tông phân phó, nếu đã quyết phải diệt trừ thì hãy điều tra cả những chỗ dựa khác của Diệp Quân. Nguyên chủ giáo gật đầu, đương nhiên. Điện Tông lại hỏi, tông chủ quá khứ tông lúc đi có nói gì không?
Nguyên chủ giáo, không, chỉ bảo chúng ta có toàn quyền xử lý. Toàn quyền xử lý. Điện Tông nhíu mày. Nguyên chủ giáo, bà ta có hứa hẹn với chân thần nên sẽ không ra tay với Diệp Quân, vì vậy người ra tay chỉ có thể là chúng ta. Bây giờ, cường giả quá khứ tông và quỷ tộc đều sẽ nghe lệnh chúng thần điện. Ánh mắt Điện Tông lập lòe, liệu có thể khiến họ gia nhập chúng ta? Tuyệt đối đừng. Nguyên chủ giáo vội can, Điện Tông, không thể được. Làm như vậy sẽ khiến quá khứ tông phản đối, nếu bị tông chủ bên đó ghét bỏ, ông ta bỏ dở câu nói. Tông chủ quá khứ tông. Điện Tông nheo mắt suy tư một hồi rồi mỉm cười, ta chỉ nói chơi mà thôi. Nguyên chủ giáo thở phào nhẹ nhõm. Đây đúng là cơ hội, nhưng không thể chạm vào. Một là sợ tông chủ quá khứ tông nổi giận, khi ấy hai người họ ai cũng không ngăn nổi. Năm ấy, chúng thần điện phát động thần chiến lần thứ hai cũng là vì sức mạnh tín ngưỡng này, vì vậy không thể vượt quá ranh giới vào lúc này. Điện Tông chợt hỏi, vậy tên Diệp Quân kia thì xử lý ra sao? Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn trưởng thành? Nguyên chủ giáo cười, cứ để vậy thì đã sao? Chẳng lẽ hắn có thể tu luyện đến vô địch chỉ trong vài thập niên? Điện Tông lắc đầu, nếu có thể thì vẫn nên quấy nhiễu, đừng để hắn tu luyện thông thuận. Nguyên chủ giáo gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Điện Tông, cho toàn bộ lực lượng xuất phát, đi tìm những kiếm tu sau lưng hắn. Ông ta thoáng dừng lại, nhưng chớ có bứt dây động rừng. Đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chắc chắn phải giết được. Nguyên chủ giáo gật đầu, đương nhiên. Rồi ông ta lui xuống. Để lại Điện Tông đứng nhắm mắt trong điện với vẻ mặt thành kính. Bỗng có một lão già xuất hiện, vừa thi lễ vừa nói, Điện Tông, đã đến lúc tiếp kiến các tín đồ. Điện Tông gật đầu, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài chúng thần điện là hằng hà sa số người chen chúc đông nghịt. Ai nấy đều vội vàng quỳ lạy khi thấy Điện Tông. Có người còn kích động đến bất tỉnh. Ông ta mỉm cười đầy hiền từ, mong thần thương xót thế nhân. Giọng rất nhẹ, nhưng tất cả đều nghe thấy. Vô số tín đồ đồng thanh lặp lại, mong thần thương xót thế nhân. Số mệnh dương tộc, bên kia, huyền hoàng giới. Nạp Lan Ca không trở về vũ trụ quan huyên mà ở lại bên Tần Quan. Mỗi ngày, ngoại trừ xử lý chính vụ ra, Tần Quan đều dẫn Nạp Lan Ca đi làm quen với tuế nguyệt các do bà ấy lập ra. Một hôm nọ, mẹ chồng nàng dâu dạo bước tản bộ trong vườn. Tần Quan hỏi, tiểu ca đã quen với các phòng ban trong tuế nguyệt các chưa? Nạp Lan Ca gật đầu, dạ rồi. Thấy mặt mày cô ủ rột, Tần Quan lại hỏi, có gì không vui sao? Nạp Lan Ca vội lắc đầu. Tần Quan chủ động nắm tay cô, con nhớ tiểu quân. Nạp Lan Ca gật đầu, dạ. Tần Quan mỉm cười, đừng quá lo lắng, nó không sao đâu. Nạp Lan Ca thì thầm, con không muốn tiếp quản tuế nguyệt các nữa. Thấy đối phương nhìn sang, cô giải thích, con muốn tu luyện, sóng vai chiến đấu cùng huynh ấy. Tần Quan cong môi, ta hiểu ý của con, nhưng vũ trụ quan huyên, tiên bảo các lẫn tuế nguyệt các này, chỉ có thể giao cho con và tiểu quân. Nạp Lan Ca thắc mắc, vì sao? Tần Quan, con hẳn cũng biết tiểu quân về sau sẽ lập nên một trật tự mới, và nó chỉ có thể nằm trong tay chúng ta, nếu rơi vào tay người khác. Bà ấy lắc đầu cười, con người đều sống vì tư dục, chúng ta cũng không ngoại lệ. Liệu con có đồng ý để người khác dùng trật tự áp chế dương tộc chúng ta không? Nạp Lan Ca không đáp. Tần Quan, có lẽ con không biết, nhưng Tam Kiếm à, bây giờ hẳn là Ngũ Kiếm đều thật lòng không mong muốn có trật tự. Nạp Lan Ca ngạc nhiên, việc này. Tần Quan hạ giọng, với những người gần như có toàn bộ thần tính như họ, muôn vàn chúng sinh. Bà ấy khẽ lắc đầu, trật tự là gông xiềng áp lên cổ người tu đạo. Họ không cho rằng điều này là đúng, nhưng cũng hiểu thế giới phải có trật tự, bằng không vũ trụ sẽ không thể tồn tại quá lâu khi tài nguyên cứ hết dần. Nạp Lan Ca, và họ hy vọng tiểu quân sẽ tạo ra nó. Tần Quan gật đầu, phải. Nạp Lan Ca càng không hiểu, vì sao lại phải là huynh ấy. Tần Quan cười, thứ nhất, nó là người bên phe chúng ta. Thứ hai, nó sẽ được toàn bộ dương tộc ủng hộ, từ ông nội đến Tiêu Giao kiếm tu. Chưa kể nó là con trai của ta và tiểu huyên tử, đương nhiên sẽ được chúng ta ủng hộ, mà được tiểu huyên tử ủng hộ thì sẽ được các đại thiên mệnh ủng hộ.
Bà ấy bật cười, quan trọng nhất là nó đã lấy được sự ủng hộ từ chủ nhân bút đại đạo và chân thần, hai người không thể thiếu. Để thành lập trật tự mới, không cần biết con có bao nhiêu kẻ thù, mà là có bao nhiêu bạn. Nạp Lan Ca thì thầm, nhưng huynh ấy đã rất mệt. Kể từ khi rời khỏi thành hoang cổ, huynh ấy đã bị các loại trách nhiệm ép cho không thở nổi. Tần Quan gật đầu, ta biết. Rồi dắt tay Nạp Lan Ca đi tới trước, ban đầu ta cũng chỉ mong nó lớn lên bình an hạnh phúc, nhưng rồi ta phát hiện. Là người Dương tộc, đời này của nó sẽ không thể yên lành đạm nhạt, mà nó cũng sẽ không cam nguyện sống đời yên ả, sớm muộn gì cũng phải bước lên đại đạo. Nạp Lan Ca chỉ biết thở dài. Cô biết tính tình Diệp Quân sẽ không chịu an phận một chỗ, cho dù không có Dương tộc thì cũng sẽ bước lên con đường vô địch. Chỉ có thể sẽ đi chậm hơn một chút khi không có sự giúp đỡ của họ. Tần Quan lại nói, sau thế hệ của nó, số mệnh nhà họ Dương sẽ chấm dứt. Nạp Lan Ca nhìn sang, số mệnh nhà họ Dương. Tần Quan gật đầu, ông nội nó sống rất cực khổ, cha nó ban đầu cũng rất bi thảm, còn nó. Bà ấy lắc đầu, liếc nhìn Nạp Lan Ca, nên sớm sinh một đứa nhé. Mặt Nạp Lan Ca đỏ lựng, khi nghĩ đến chuyện lần trước thì càng đỏ hơn. Tần Quan bật cười, ta biết con muốn giúp đỡ Tiểu Quân, nhưng con có lẽ sẽ không đuổi kịp nó về mặt võ học. Tuy vậy, con cũng có thể giúp nó ở những mặt khác, như thành lập một thế lực hùng mạnh chẳng hạn. Dương tộc là một thế lực, nhưng nó chắc chắn không có thời gian để tâm đến, nên chỉ có thể giao cho con hiểu chứ? Dương tộc, từ đời thứ nhất đến đời thứ hai, đều là do phụ nữ trông coi. Nạp Lan Ca gật đầu, con hiểu rồi. Tần Quan, để ta dẫn con đi gặp dì Tô và những người khác ở Dương tộc, họ cũng muốn gặp con lắm. Nói rồi hai người biến mất. Tổ yêu giới. Diệp Quân theo thiên mệnh váy trắng đến tổ yêu giới, vừa vào tổ yêu giới, hắn đã cảm nhận được rất nhiều khí tức yêu thú cường đại. Diệp Quân nhìn xung quanh, ở tổ yêu giới này có vô số ngọn núi, trong những ngọn núi này ẩn chứa khí tức cường đại đáng sợ. Thiên mệnh váy trắng nói, ở đây có rất nhiều yêu thú đang ngủ say. Diệp Quân hỏi, là vì tuổi thọ à? Thiên mệnh váy trắng gật đầu, đúng vậy, tuổi thọ của yêu thú nhiều hơn loài người, nhưng không phải vô tận. Sau một thời gian dài, đám yêu thú này cũng phải thông qua một số phương pháp đặc biệt kéo dài tốc độ biến mất của tuổi thọ. Diệp Quân khẽ gật đầu, cô, chúng ta đi tìm ai nhờ giúp đây? Thiên mệnh váy trắng đáp, đi gặp Phượng Hoàng Tổ đi. Nói rồi bà ấy dẫn theo Diệp Quân biến mất tại chỗ. Chẳng bao lâu, thiên mệnh váy trắng đã đưa Diệp Quân vào một vòng nham thạch, nhiệt độ trong nham thạch này cực kỳ đáng sợ, dù là Diệp Quân cũng hơi không chịu nổi. Sau khi hợp nhất cùng Ngao Thiên Thiên, hắn mới thấy dễ chịu hơn nhiều. Thiên mệnh váy trắng cảm nhận sức mạnh thiêu đốt trong nham thạch, nhẹ nhàng nói, Phượng Hoàng Tổ vẫn ở đây. Nói rồi bà ấy đưa Diệp Quân đi về một nơi sâu trong nham thạch. Không lâu sau, hai người đi đến nơi sâu trong nham thạch, mà hai người vừa bước vào khu vực này, một luồng khí đáng sợ đã khóa chặt họ. Phượng Hoàng Tổ, thiên mệnh váy trắng phất tay áo, luồng khí đó lập tức bị phá vỡ. Hửm, lúc này một tiếng hô ngạc nhiên vang lên, tiếp xúc với đạo. Thiên mệnh váy trắng quay đầu nhìn Diệp Quân, vẫn còn tuế nguyệt chứ? Diệp Quân gật đầu, xòe tay ra, một luồng tổ nguyên xuất hiện trong tay hắn. Tổ nguyên vừa xuất hiện, một con phượng hoàng lửa hư ảo đã xuất hiện trước mặt hai người họ. Phượng Hoàng Tổ. Phượng Hoàng Tổ nhìn chăm chú tổ nguyên trong tay Diệp Quân, hai mắt nó sáng lên vẻ tham lam không hề che giấu. Ở cấp bậc như chúng nó, chỉ có tổ nguyên mới có thể khiến chúng bị lay động. Thiên mệnh váy trắng bảo, một tổ nguyên đổi lấy máu phượng của ngươi. Phượng Hoàng Tổ quay sang nhìn thiên mệnh váy trắng, từ chối. Thiên mệnh váy trắng nhíu mày, không ngờ đối phương lại thẳng thừng từ chối, bà đang định lên tiếng thì Diệp Quân đã kéo bà quay người bỏ đi. Mà lần này đến lượt Phượng Hoàng Tổ ngẩn người. Không thương lượng chút nào ư. Thấy hai người phía Diệp Quân thật sự định đi, Phượng Hoàng Tổ cau mày, đợi đã. Diệp Quân và thiên mệnh váy trắng dừng bước. Phượng Hoàng Tổ nhìn Diệp Quân, một tổ nguyên đổi một giọt máu phượng. Diệp Quân hơi nhíu mày, có phải ngươi mơ đẹp quá không? Nói rồi hắn kéo thiên mệnh váy trắng quay người rời đi. Thấy thế, ánh mắt Phượng Hoàng Tổ dần lạnh đi,
luồng khí đáng sợ phóng thẳng về phía Diệp Quân và thiên mệnh váy trắng. Trực tiếp ra tay. Nó là Phượng Hoàng Tổ, đã bao giờ bị người khác coi thường thế này. Thấy Phượng Hoàng Tổ ra tay, ánh mắt Diệp Quân cũng trở nên lạnh lùng, mà lúc này thiên mệnh váy trắng đã quay người, hóa thành kiếm quang phóng đi. Phập! Luồng khí Phượng Hoàng Tổ phóng ra lập tức bị phá vỡ và tiêu diệt, đồng thời Phượng Hoàng Tổ cũng bị kiếm của thiên mệnh váy trắng chém lui mấy nghìn trượng. Khí thế kiếm đạo mạnh mẽ khiến nham thạch xung quanh sôi trào. Phượng Hoàng Tổ nhìn thiên mệnh váy trắng, ánh mắt hiện lên vẻ dè chừng. Diệp Quân nhìn Phượng Hoàng Tổ, một tổ nguyên phải đổi lấy một lượng máu phượng đủ dùng. Đủ dùng. Nghe Diệp Quân nói thế, Phượng Hoàng Tổ nổi giận đùng đùng, trên người phát ra khí thế thù địch khủng khiếp. Diệp Quân nhíu mày, có đổi không? Không đổi thì ta đi tìm yêu thú khác để đổi. Phượng Hoàng Tổ nhìn Diệp Quân đăm đăm, loài người, người tham lam quá đấy. Diệp Quân nói, tổ nguyên có thể giúp ngươi tăng tuổi thọ. Tuổi thọ. Phượng Hoàng Tổ im lặng. Diệp Quân nhíu mày, dứt khoát lên, có đổi không? Phượng Hoàng Tổ nhìn Diệp Quân rồi xòe tay, ba bình ngọc trắng từ lòng bàn tay nó chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Quân. Ba bình máu phượng. Phượng Hoàng Tổ nhìn Diệp Quân chằm chằm, chỉ nhiêu đây thôi. Diệp Quân nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thiên mệnh váy trắng, bà ấy nói, thêm hai bình nữa. Phượng Hoàng Tổ nhìn thiên mệnh váy trắng rồi lại lấy ra thêm hai bình máu phượng nữa. Tổng cộng là 5 bình máu phượng. Diệp Quân đưa tổ nguyên cho Phượng Hoàng Tổ, nhìn 5 bình máu phượng trong tay rồi khẽ thở dài, thiệt rồi. Thiệt! Nghe Diệp Quân nói thế, Phượng Hoàng Tổ nổi trận lôi đình, loài người, đây là máu của Phượng Hoàng Tổ, loại máu quý giá nhất trên đời này, thế mà ngươi lại nói là thiệt, ngươi! Diệp Quân bất ngờ búng ngón tay. Một giọt máu bay về phía Phượng Hoàng Tổ. Phượng Hoàng Tổ sững sờ khi cảm nhận được sức mạnh của ba loại huyết mạch trong giọt máu này. Diệp Quân hờ hững nhìn Phượng Hoàng Tổ, loại máu quý giá nhất trên đời. Nói xong hắn và thiên mệnh váy trắng xoay người rời đi. Phượng Hoàng Tổ nhìn giọt máu trước mặt và chìm vào trầm tư, vẻ mặt nặng nề. Sau khi hai cô cháu Diệp Quân đi khỏi vùng nham thạch dưới lòng đất ấy thì tới một vùng hư không. Hai người lập tức đi vào tiểu tháp. Tu hành đương nhiên phải vào tiểu tháp rồi. Thiên mệnh váy trắng đưa Diệp Quân đến một dòng sông băng, gió ở đây lạnh thấu xương, nhiệt độ rất thấp. Thiên mệnh váy trắng nhìn Diệp Quân, lấy một bình máu phượng ra đưa cho hắn, uống đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó mở bình ngọc ra, không chút do dự uống vào. Đương nhiên hắn không sợ máu phượng này, đùa gì chứ? Ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn có loại nào không thể dễ dàng đánh bại được máu phượng. Vừa uống máu phượng vào, Diệp Quân đã cảm thấy cơ thể mình như bốc cháy, không chỉ vậy quanh người hắn còn có một ngọn lửa mờ ảo, quần áo ngay lập tức biến thành tro bụi. Thiên mệnh váy trắng nói, kích hoạt sức mạnh của cả ba huyết mạch đi. Diệp Quân gật đầu, kích hoạt cả ba sức mạnh huyết mạch, vừa kích hoạt, quanh người hắn đã bộc phát ra một luồng khí đáng sợ. Trong nháy mắt, thời không xung quanh sôi trào. Thiên mệnh váy trắng mau chóng áp chế thời không, nói với Diệp Quân, con thử khống chế huyết mạch phàm nhân đi. Diệp Quân gật đầu. Thực ra từ khi huyết mạch phàm nhân thức tỉnh, hắn chưa bao giờ thực sự kiểm soát huyết mạch này. Giống như huyết mạch phong ma, huyết mạch phàm nhân không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chúng có suy nghĩ riêng của mình và sẽ tự phát huy. Một lát sau, Diệp Quân nhíu mày thật chặt. Thiên mệnh váy trắng hỏi, không được à? Diệp Quân gật đầu thật mạnh. Hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được sức mạnh của hai loại huyết mạch này. Trong ba loại huyết mạch, chỉ có huyết mạch viêm hoàng là đỡ hơn một chút, nó sẽ thi thoảng phối hợp với hắn, nhưng sẽ không nghe lời hắn giúp huyết mạch phàm nhân áp chế huyết mạch phong ma. Huyết mạch viêm hoàng này rất hèn, chẳng dám đắc tội ai. Mà Diệp Quân, dù sao bây giờ Diệp Quân rất yếu, có thể không cần quá để ý. Thiên mệnh váy trắng im lặng một lúc lâu mới bảo, kích hoạt hoàn toàn huyết mạch phong ma đi. Diệp Quân sững sờ. Thiên mệnh váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân, lấy độc trị độc, kích hoạt hoàn toàn huyết mạch phong ma, sau đó chiến đấu với ta. Bây giờ chỉ có thể dùng cách này thôi. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu liên tục, không được, nếu hoàn toàn kích hoạt huyết mạch phong ma, con sẽ không kiểm soát được mình. Thiên mệnh váy trắng mỉm cười, sao, con sợ làm ta bị thương chắc.
Diệp Quân im lặng. Thiên mệnh váy trắng bảo, làm đi, chúng ta thử xem. Diệp Quân im lặng một lúc lâu mới đáp vâng. Nói xong hắn không còn áp chế huyết mạch phong ma nữa. Trong nháy mắt, một luồng huyết mạch từ cơ thể Diệp Quân phóng lên trời, bỗng chốc cả bầu trời đều biến thành biển máu. Huyết mạch phong ma hoàn toàn được kích hoạt. Mấu khi kích hoạt hoàn toàn, Diệp Quân hóa thành một kiếm quang màu máu lao vào chém thiên mệnh váy trắng. Thiên mệnh váy trắng giơ tay vung kiếm. Rầm. Diệp Quân lập tức bị đẩy bay hàng nghìn mét, nhưng sau đó hắn lại giơ kiếm lên lao về phía thiên mệnh váy trắng. Giết. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là giết. Điên cuồng giết chóc. Mà sau khi huyết mạch phong ma được kích hoạt hoàn toàn, huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân như cảm nhận được nguy cơ, lập tức trở nên điên cuồng. Cứ như thế, ba loại huyết mạch của Diệp Quân cộng với máu phượng vừa mới uống tụ lại, giờ khắc này hắn cảm giác toàn thân như muốn nổ tung. Chỉ có thể điên cuồng chiến đấu để xả ra. Mà sau khi Diệp Quân điên cuồng chiến đấu, đường vân bí ẩn trên người hắn lại dần hiện ra. Thấy thế, trong lòng thiên mệnh váy trắng vui mừng khôn xiết, quả nhiên có hiệu quả. Huyết mạch phàm nhân này phải chiến đấu và kích thích mới được. Vì thế, thiên mệnh váy trắng chiến đấu cùng Diệp Quân, với thực lực của bà đương nhiên không sợ Diệp Quân, dù hắn có hoàn toàn phong ma thì bà cũng không sợ chút nào. Dù sao bà cũng sống nhiều hơn Diệp Quân bao nhiêu năm, tuy thiên phú của bà không bằng các cô gái váy trắng khác, nhưng cũng là hiếm có trên đời rồi. Từ đầu đến giờ, Diệp Quân vẫn luôn bị thiên mệnh váy trắng áp chế, mà càng áp chế Diệp Quân càng điên cuồng, hắn càng điên cuồng, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn sẽ càng mạnh, nhất là huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân. Khi gặp kẻ thù bên ngoài, hai huyết mạch sẽ không chiến đấu với nhau, mà sẽ đồng lòng chống lại kẻ thù. Cứ như vậy, Diệp Quân điên cuồng chiến đấu, đường vân người phàm trên người hắn mỗi lúc một nhiều, cũng mỗi lúc một sâu. Chúng thần điện. Hôm nay, một ông lão mặc thần báo rảo bước đi vào chúng thần điện. Trong điện chỉ có điện tông và nguyên chủ giáo. Ông lão mặc thần bào đi vào điện xong thì hành lễ thật sâu với điện tông, nói, điện tông đại nhân, chúng ta tìm thấy hai kiếm tu, một người mặc trường bào màu xanh, một người mặc trường bào mây trắng. Theo chúng ta điều tra, kiếm tu trường bào màu xanh chính là ông nội của Diệp Quân, cũng là một trong những chỗ dựa mạnh nhất phía sau hắn. Điện tông đặt sách thần trong tay, nhìn ông lão mặc thần bào, hai kiếm tu. Ông lão mặc thần bào cung kính đáp vâng, sau khi chúng ta phát động thần nhãn, thăm dò tuế nguyệt trường hà thì tìm được hai người này. Điện tông hỏi, hai người họ ở đâu? Ông lão mặc thần bào đáp, khu vực thần hư. Khu vực thần hư. Nghe ông lão mặc thần bào nói xong, điện tông nhíu mày, khu vực thần hư, thế mà lại ở nơi đó. Ông lão mặc thần bào lại nói, hình như bọn họ sắp đi rồi. Điện tông chợt nở nụ cười, hai người đi cùng nhau, vừa hay tóm gọn một mẻ. Nói xong, điện tông lập tức đứng lên, gương mặt vốn hiền lành đã dần trở nên lạnh lẽo, phát động thần chiến. Phát động thần chiến. Sắc mặt ông lão khoác thần bào chợt trở nên nặng nề. Thần chiến là thế nào? Là cuộc chiến vận dụng đến thần lực. Trong chúng thần điện này, thần lực là chí cao vô thượng, bởi vì thần lực là thứ được chúng thần để lại nhân gian nhằm bảo vệ thế nhân, chỉ vào những thời điểm đặc thù mới có thể vận dụng thần lực được các thần lưu lại nhân gian đó. Phát động thần chiến đồng nghĩa với việc phải vận dụng đến thần lực. Điện tông chậm rãi đi tới trước mặt chúng thần, cung kính bái một cái, sắc mặt thành kính, xin chúng thần phù hộ. Thần chiến. Chúng thần điện chỉ mới phát động hai lần thần chiến, mà cả hai đều thất bại. Đây là lần thứ ba. Dân gian có câu, quá tam ba bận, điện tông tin rằng, lần này nhất định sẽ thành công. Diệt trừ Diệp Quân cùng thế lực sau lưng Diệp Quân rồi, toàn bộ vũ trụ sẽ thuộc về chúng thần điện. Đây chính là hứa hẹn của tông chủ quá khứ tông với chúng thần điện. Lần này, lão ta muốn cho hào quang của thần chiếu khắp vũ trụ này. Chẳng bao lâu sau, bên trong chúng thần điện, quân đoàn kỵ sĩ của thần, cũng tức là quân đoàn mạnh nhất đã tập hợp dưới sự lãnh đạo của điện tông, tiến quân về khu vực thần hư. Chuyện này quá quan trọng, lão ta cần phải đích thân chỉ huy, nói sao thì đây cũng là một chuyện có thể khiến lão ta được nêu danh trong thần sử. Bên kia, tại một nơi nào đó giữa hư vô, một người phụ nữ chậm rãi bước tới.
Người nọ mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ nửa mặt, tay chắp sau lưng, bước đi thong dong tự tại. Đó là tông chủ của quá khứ tông. Cô gái áo bào trắng đó cứ tiếp tục bước đi, lát sau, cô ta đi qua một vùng hư vô, tới một khoảng tinh không mịt mùng. Trước mặt cô ta, cách chừng mấy nghìn trượng, có một cỗ quan tài bằng đồng, đứng trước cỗ quan tài đó là một ông lão lưng còng. Trên người ông lão lưng còng nọ treo tầng tầng xích sắt, đầu kia của xích gắn với quan tài bằng đồng. Đó là đà quan lão nhân. Khi nhìn thấy cô gái áo bào trắng, đà quan lão nhân chậm chậm nhấc mí mắt, đôi mắt ông ta đục ngầu, không có bất kỳ màu sắc nào, tựa như mắt người chết vậy. Cô gái áo bào trắng chăm chú nhìn đà quan lão nhân, hỏi, vẫn còn chưa chịu buông bỏ. Đà quan lão nhân chậm rãi ngẩng lên, dương đôi mắt đùng đục nhìn về phía cô gái, cất giọng khàn khàn, vì sao phải buông bỏ. Cô gái áo bào trắng bình thản nói, thời đại cũ đã qua, chúng thần, kẻ chết, kẻ bỏ chạy, ông cố kiên trì tiếp tục cũng có nghĩa lý gì. Đà quan lão nhân nhìn chằm chằm vào cô gái áo bào trắng, ánh mắt dần trở nên kiên định, thời đại cũ chưa hề qua, cổ thuật cùng với chúng thần đã xuất hiện ở thế gian rồi. Cô gái áo bào trắng lắc đầu, tùy ông. Nói xong, cô ta tiếp tục cất bước đi về nơi xa. Đà quan lão nhân đột nhiên nói theo, Tư Phàm Tịnh, thần vẫn luôn ở đó. Tư Phàm Tịnh dừng bước, trầm mặc hồi lâu mới nói, trong chúng thần, vị thần nhất đó quả thực đáng để tôn trọng, đồng thời cũng là vị thần duy nhất mà ta tôn trọng, còn các vị thần khác. Nói đến đó, cô ta khẽ lắc đầu, đều đáng chết. Đà quan lão nhân bỗng chậm chậm quỳ xuống, Tĩnh tông chủ, ngài là người duy nhất từ sau thời đại cũ có thể lấy thân người phàm sánh ngang vai cùng thần minh, ngài thần thông quảng đại, có thể mở được thần đạo, để cho thần nhất đại nhân. Tư Phàm Tịnh lắc đầu, đà quan lão nhân, thời đại cũ đã qua rồi. Đà quan lão nhân trầm mặc. Tư Phàm Tịnh lại nói, chịu khó bước ra ngoài thăm thú xung quanh đi, ngoài kia có rất nhiều kẻ hùng mạnh đến độ ông không tưởng tượng nổi đâu. Nói đoạn, cô ta tiếp tục cất bước hướng về phương xa. Đà quan lão nhân ảm đạm sắc mặt, khe khẽ thở dài. Đúng lúc này, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tư Phàm Tịnh, hạ giọng nói nhỏ mấy câu, Tư Phàm Tịnh tức thì nhíu mày, tự tìm đường chết. Nói xong, cô ta lại xoay người trở lại đường cũ. Khu vực thần hư, có hai người đàn ông đang chậm chậm bước đi. Một người vận đồ xanh khoác áo choàng dài. Người kia vận áo choàng màu trắng mang họa tiết mây. Hai người thong thả bước về nơi xa. Cuối tầm mắt hai người là một khu phế tích vô biên vô tận, ngay chính giữa phế tích này có hai cây cột đá chọc trời cao mấy vạn trượng, vươn thẳng lên bầu trời mênh mang. Người đàn ông áo xanh chợt nói, Tiêu huynh, nơi này hình như có vấn đề. Tiêu Dao Kiếm Tu gật đầu, có thể cảm nhận được. Người đàn ông áo xanh cười nói, không biết cái đám tự xưng là chúng thần năm ấy là dạng gì nhỉ? Nói đến đây, ông ấy quay đầu nhìn sang phía Tiêu Dao Kiếm Tu, huynh có tin trên đời này thật sự có thần không? Tiêu Dao Kiếm Tu bình thản nói, không quan trọng, dù sao thì cũng chỉ cần một kiếm là đủ. Người đàn ông áo xanh cười ha hả, Tiêu huynh đúng là ngày càng giỏi khoe khoang đấy. Tiêu Dao Kiếm Tu mỉm cười, không hề, ta chỉ đang trần thuật một sự thật. Người đàn ông áo xanh trợn trắng mắt, huynh lại nổ rồi. Tiêu Dao Kiếm Tu. Người đàn ông áo xanh nhìn về mảng phế tích vô tận, nói khẽ ta từng tự hỏi một vấn đề, vũ trụ và những thế hệ sinh linh vô tận này từ đâu mà tới? Khởi nguồn của sinh mạng. Nói đến đó, ông ấy hơi nheo mắt. Khởi nguồn của sinh mạng. Vấn đề đó, dù ông ấy đã mạnh tới trình độ này rồi nhưng vẫn không cách nào tìm được lời giải đáp. Ai là sinh mệnh đầu tiên? Vũ trụ đã được hình thành như thế nào? Nhất định phải có nguyên nhân. Đương nhiên, ông ấy chỉ tò mò chút thôi, với ông ấy, điều đó không quá quan trọng. Bởi vì, với thực lực hiện nay của họ, chẳng có gì trong vũ trụ này đáng để sợ hãi cả. Nếu thật sự có một ngày bọn họ phát hiện ra mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng, có lẽ bọn họ sẽ càng vui mừng khôn xiết. Bao lâu nay bọn họ thăm dò toàn bộ mọi thứ? Chính là mong phát hiện ra những đối tượng mạnh hơn nữa, là thần, hoặc là loại sinh linh nào khác. Bọn họ mong rằng hiểu biết của mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Nếu không, cuộc đời thật quá tịch mịch. Tiêu Dao Kiếm Tu ngẩng đầu nhìn vào khoảng không sâu thẳm, nhẹ giọng bảo, Dương huynh, ta rất muốn bị giết.
Người đàn ông áo xanh chỉ lặng im không nói. Ông ấy có thể hiểu được tâm tình của vị tiêu huynh này. Bao năm rồi, vị tiêu huynh đây vẫn luôn tha thiết cầu mong bị giết. Ông ấy dẫn theo tiêu giao kiếm tu lang bạt khắp nơi chính là vì mong tiêu giao kiếm tu chớ quá tịch mịch như vậy, chỉ tiếc, việc làm này cũng không có tác dụng gì lớn. Vị tiêu huynh đây vẫn cứ cầu mong bị giết chết. Tiêu giao kiếm tu không giống như ông ấy và người phụ nữ váy trắng, ông ấy cùng người phụ nữ váy trắng kia đều có nỗi băn khoăn, trong lòng có niềm mong nhớ. Nhưng tiêu giao kiếm tu không có người thân, không có bất kỳ băn khoăn nào, chấp niệm duy nhất của người này chính là muốn chết. Muốn chết là chấp niệm trong đời, dĩ nhiên là bởi cô độc tột cùng. Chấp niệm của ông ấy là người thân, có người thân ở đó, tất nhiên ông ấy sẽ không nảy sinh ý tưởng lãng phí sinh mạng. Người phụ nữ váy trắng cũng có chấp niệm đó là anh trai, cho nên bà ấy cũng sẽ không nảy sinh ý niệm hoài phí sinh mạng của mình. Nhưng tiêu giao kiếm tu thì khác, chấp niệm của người này lại là muốn được chết, vấn đề này thật nan giải. Người đàn ông áo xanh bỗng nói, tiêu huynh có thể tìm một người vợ. Tiêu giao kiếm tu lắc đầu, phụ nữ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của ta. Người đàn ông áo xanh ha hả cười lớn. Nếu người khác nói vậy thì có thể chỉ là lời nói giỡn, nhưng ông ấy biết, vị tiêu huynh đây mà nói lời này thì chính là lời thật lòng. Ngoại trừ kiếm, vị tiêu huynh này không có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác. Tiêu giao kiếm tu đột nhiên nói khẽ thiên mệnh. Người đàn ông áo xanh cười bảo, huynh nghĩ nó có thể buông bỏ chấp niệm đó không? Tiêu giao kiếm tu trầm mặc. Thiên mệnh liệu có buông bỏ chấp niệm không? Không ai hay biết. Đương nhiên, tiêu giao kiếm tu hy vọng thiên mệnh buông bỏ chấp niệm này, bởi vì một khi thiên mệnh buông chấp niệm, nhất định sẽ có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng, thiên mệnh thực sự sẽ buông bỏ sao? Tiêu giao kiếm tu khẽ thở dài một tiếng. Nếu là người khác, có lẽ thiên mệnh sẽ chịu buông bỏ, nhưng, vị tiểu lão đệ này đa mưu túc trí lắm. Tiểu lão đệ thật sự có thể nắm được thóp thiên mệnh đấy. Tất nhiên, chủ yếu cũng do thiên mệnh cam lòng để người ta nắm được tâm tư. Tiêu giao kiếm tu lại thở dài một tiếng. Hai người tiếp tục bước đi, lát sau đã tới khu vực trung tâm của phế tích. Cách họ không xa có một đại điện đổ nát, cổng lớn của đại điện cao nghìn trượng, bốn xung quanh đều là tàn tích của những bức tường. Trong đại điện có một vài pho tượng đã bị tàn phá, đếm được chừng 10 pho tượng như thế. Trước đại điện có một đàn tế cực lớn, bên trên còn có vết máu. Người đàn ông áo xanh tỉ mỉ quan sát đàn tế, nhận xét, thứ này cũng tạm, sau này cháu ta có thể sẽ dùng tới. Nói đoạn, ông ấy phất tay áo, đàn tế đã bị một sức mạnh thần bí bao vây. Khi ông ấy đang muốn thu đàn tế vào tay, từ bên trong đó đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ, lớn mật, dám khinh nhờn thần vật. Lời kia vừa vang lên, một luồng hơi thở đáng sợ phóng vút lên cao, sau đó ập về phía người đàn ông áo xanh. Thấy thế, người đàn ông áo xanh hơi nhíu mày, lại phất tay áo một cái. Chỉ một cử động nhỏ này, hơi thở đáng sợ kia đã bị nghiền nát. Giọng nói kia lại vang lên, lần này nghe vô cùng hoảng sợ, ngươi. Người đàn ông áo xanh cười bảo, cháu của ta là một người rất rất tốt đấy, sau này ngươi đi theo nó có thể thoải mái hưởng thụ, hiểu không? Nói đoạn, ông ấy liền thu đàn tế vào. Thấy vậy, tiêu giao kiếm tu đứng bên chỉ lắc đầu cười bảo, Dương huynh, vì sao huynh lại đối xử với con trai và cháu trai khác nhau đến thế? Đối với Diệp Huyên, năm xưa vị Dương huynh đây thật sự hoàn toàn nuôi ở bên ngoài, không hề quản giáo chăm lo. Người đàn ông áo xanh bình thản nói, năm ấy có thiên mệnh chiều nó, dung túng nó, nếu ta mà cũng dung túng nó nốt thì nó còn hoành hành ngang ngược đến đâu. Nói đến đó, ông ấy chợt khẽ thở dài, nhưng đứa cháu trai này của ta thì khác, số nó khổ quá, từ nhỏ bị nuôi bên ngoài, lại không có ai ở bên, nếu ta không giúp đỡ nó đôi chút thì nó biết sống thế nào. Tiêu giao kiếm tu chỉ lắc đầu cười, không nói gì thêm. Chẳng trách tiểu lão đệ có ý kiến với huynh đến thế. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào đại điện. Trong này có rất nhiều pho tượng, nhưng hầu như tất cả đều nứt vỡ thảm hại, một số còn cụt tay què chân, khung cảnh thật tiêu điều. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn những pho tượng, nói, đây hẳn là những vị thần năm xưa từng được thế nhân thờ phụng nhỉ. Tiêu giao kiếm tu khẽ gật đầu, thần thức đã bao phủ lên những pho tượng thần kia, nhưng không tìm được gì cả.
không có linh hồn, cũng không có ý thức, không tồn tại. Thấy thế, đáy mắt Tiêu Dao Kiếm Tu thoáng một tia thất vọng. Uổng công đi chuyến này rồi. Người đàn ông áo xanh cũng lắc đầu. Hai người tìm tới đây là vì đã cảm nhận được một hơi thở mang thần tính từ nơi này, vốn còn tưởng tìm được một điều bất ngờ, ai dè, nơi này trừ những pho tượng cũ thì chẳng có gì cả. Tiêu Dao Kiếm Tu dường như đã mất hết hứng thú, đi thôi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đang định rời khỏi nơi này lại đột nhiên phát hiện điều gì đó, ông ấy quay lại nhìn thẳng vào một góc điện, vung tay áo lên, một cuốn thần tịch cổ xưa xuất hiện trong tay ông ấy. Người đàn ông áo xanh quan sát một chút rồi lại cười bảo, thứ này cũng có ích cho cháu ta đây. Nói xong, ông ấy cất thần tịch đi. Tiêu Dao Kiếm Tu đứng bên chỉ biết lắc đầu cười cười. Hai người ra khỏi thần điện, nhưng vừa ra đến ngoài đã bị một đám cường giả bao vây. Người cầm đầu chính là vị điện tông kia. Điện tông nhìn hai người, mỉm cười, hai vị đã bị bao vây. Xuất kiếm. Bị bao vây. Nghe điện tông nói thế, người đàn ông áo xanh và Tiêu Dao Kiếm Tu đều sửng sốt. Làm gì vậy? Hai người liếc nhìn nhau, ai nấy đều nghi hoặc ra mặt, ủa gì vậy? Thấy hai người lộ vẻ nghi hoặc và khó hiểu, điện tông bèn mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông áo xanh, ngươi là ông nội của Diệp Quân nhỉ? Người đàn ông áo xanh gật đầu, phải. Điện tông cười bảo, thế thì đúng người rồi. Người đàn ông áo xanh trợn to mắt, có phải cháu ta lại gây ra chuyện gì không? Điện tông nhìn người đàn ông áo xanh chằm chằm, phải, hơn nữa còn là chuyện rất lớn. Người đàn ông áo xanh ha hả cười lớn, chuyện cháu ta gây ra, cứ để mình ta gánh chịu đi. Nghe vậy, điện tông khẽ cười một tiếng, người có biết ta đang đợi ai không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không biết. Điện tông đang định nói thì người đàn ông áo xanh đã chặn lại, là ai cũng thế cả thôi. Điện tông nheo nheo, đáy mắt lóe một tia âm trầm lạnh lẽo, ngông cuồng quá đấy. Dứt lời, lão ta đột nhiên bước tới, lật lòng bàn tay, một luồng thần quang cực nóng chợt bắn ra, phóng thẳng về phía người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh nhăn mày, kém cỏi thế thôi. Nói đoạn, ông ấy phất tay áo một cái. Luồng thần quang cực nóng kia bị nghiền nát. Thấy thế, điện tông tức thì sửng sốt, cũng có chút bản lĩnh đấy. Người đàn ông áo xanh. Điện tông không dám tiếp tục coi nhẹ, lão ta nhún người, phóng thẳng tới chân trời, hai tay giương lên, miệng lầm bầm niệm mấy chú ngữ cổ xưa. Chú ngữ được phát ra, lại một luồng thần quang từ trong thân thể lão ta phóng lên, thần quang lao thẳng vào không trung sâu thẳm, nơi đó bỗng có một lối đi sáng màu vàng kim mở ra, khi lối đi màu vàng kim xuất hiện, một hơi thở cổ xưa từ sâu bên trong thông qua đó tràn xuống nơi này. Cảm thụ được hơi thở cổ xưa nọ, điện tông cùng đám cường giả của chúng thần điện đồng loạt quỳ xuống, kích động hô cung nghênh thần lực. Thần lực! Nghe thấy điện tông nói thế, người đàn ông áo xanh cùng Tiêu Dao Kiếm Tu ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nhìn của hai người, lối đi sáng màu vàng kim nơi chân trời đang có từng luồng kim quang bừng lên, cuối cùng, chúng hội tụ thành một người khổng lồ màu vàng kim. Người khổng lồ kia cao chừng trăm trượng, tay cầm một thanh kiếm lớn cũng màu vàng kim. Đứng giữa không trung, bóng dáng đồ sộ, trên thân tản ra một hơi thở đáng sợ đến mức có thể hủy diệt vũ trụ. Thấy người khổng lồ kia xuất hiện, điện tông lập tức kích động, vội vái lại thật sâu. Lão ta luôn dành cho thần một niềm tôn kính chân thành từ đáy lòng. Bởi vì, thực lực và địa vị mà lão ta có được ngày nay, toàn bộ đều do được thần ban tặng. Sau lưng điện tông, đám cường giả của quân đoàn kỵ sĩ cũng nhất loạt quỳ xuống, mắt đầy kích động. Xa cách bao năm, cuối cùng lại được một lần gặp thần lực trong truyền thuyết. Tuy bọn họ đã tiến vào chúng thần điện rất lâu nhưng đều chưa từng được gặp thần chân chính, những hiểu biết về thần trong bọn họ đều là con số không. Có đôi khi, họ cũng từng nghĩ, trên đời thực sự có thần sao? Vào giờ khắc này, cảm thụ được hơi thở đáng sợ từ người khổng lồ kia, họ đã biết, thế gian này thực sự có thần. Thật sự có thần. Lúc này đây. Tín ngưỡng của họ kiên định hơn bao giờ hết. Xa xa, người đàn ông áo xanh cùng Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn người khổng lồ màu vàng kim nọ, sắc mặt người đàn ông áo xanh bình thản, chính xác hơn là đã có chút thất vọng. Tiêu Dao Kiếm Tu cũng khẽ lắc đầu, con người ánh lên vẻ thất vọng không che giấu.
người khổng lồ kia đột nhiên cúi đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh và tiêu dao kiếm tu, không nói một lời, tay đã vung thanh kiếm bổ xuống. Vèo! Tinh hà nứt ra, đất trời vỡ nát. Một kiếm bổ xuống, thế hùng hồn không thể đỡ. Trước một kiếm này, hết thảy mọi thứ trên thế gian dường như đã trở nên thật nhỏ bé. Bên dưới, sắc mặt người đàn ông áo xanh vẫn bình thản như không, ông ấy vung tay áo, kiếm trong tay phóng lên cao. Ong! Một âm kiếm kêu ngân vang, thanh kiếm màu vàng kim kia nát bấy, đồng thời, người khổng lồ màu vàng kim nọ cũng vỡ nát theo. Một kiếm đã giết chết người khổng lồ nọ. Thấy thế, Điện Tông cùng đám cường giả đi theo đều ngây người. Mất rồi. Không còn. Đó là thần lực mà. Chỉ một kiếm, đã bị đánh tan. Cái quỷ gì vậy? Đám người bên phía Điện Tông đều đã nghệt mặt ra. Bên dưới, người đàn ông áo xanh nhìn về phía Điện Tông, bình thản nói, hay là các ngươi mời thần gì đó mà các ngươi thờ phụng ra luôn đi. Điện Tông quắc mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, lòng lão ta lúc này đã dậy sóng. Thần lực mà mình gọi ra được, lại bị tên kiếm tu trước mặt đây chém tan chỉ bằng một nhát kiếm. Sao có thể như thế được? Tuyệt đối không thể như thế được. Nhất định đã có chỗ nào gặp trục trặc rồi. Điện Tông bắt đầu tự hoài nghi, tự phủ định. Thần, thật sự là không gì không làm được sao? Vào thời khắc này, lão ta vô cùng thống khổ. Vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì tín ngưỡng của lão ta đang bắt đầu từ từ sụp đổ. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn con đường màu vàng kim kia, nói, này ông già, hỏi ngươi một câu. Nói đến đó, ông ấy quay đầu nhìn về phía phế tích của thần điện, hỏi, thần mà ngươi nhắc đến đó, cũng chính là thần ở bên trong thần điện hoang tàn kia à? Điện Tông liếc nhìn người đàn ông áo xanh, đáp cũng không hẳn. Người đàn ông áo xanh nhăn mày, nói rõ hơn đi. Điện Tông nhìn ông ấy, trầm giọng, về lịch sử thời đại cũ, ta chỉ biết đôi chút, ta chỉ biết là năm ấy chúng thần điện thờ phụng rất nhiều thần, phải trên trăm vị, nhưng sau đấy, giữa chúng thần xảy ra nội loạn, vì thế, có rất nhiều thần đã ngã xuống. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía thần điện đổ nát sau lưng người đàn ông áo xanh giây lát rồi mới tiếp tục, nơi này là chúng thần điện ban đầu. Năm xưa chúng thần đã nội chiến ở chính nơi này, còn chúng thần điện hiện nay của bọn ta đang thờ phụng những vị thần còn sót lại. Người đàn ông áo xanh nhăn mày, nội loạn. Điện Tông gật đầu, phải. Người đàn ông áo xanh lại hỏi, có biết có thể tìm thấy những vị thần còn sống sót ở đâu không? Điện Tông lắc đầu. Người đàn ông áo xanh không hiểu, ngươi cũng không biết. Điện Tông cười khổ, ta thật sự không biết, trước nay luôn do thần chủ động liên hệ với bọn ta. Phía bọn ta không thể liên hệ trước với thần. Người đàn ông áo xanh gật đầu, hiểu rồi. Nói đoạn, ông ấy quay đầu nhìn sang tiêu dao kiếm tu, cười bảo có việc để làm rồi. Tiêu dao kiếm tu gật đầu, đi gặp thử xem. Người đàn ông áo xanh gật gù, trước đó họ tới nơi này là vì thoáng cảm thụ được một hơi thở rất đặc biệt. Hơi thở đặc biệt ấy chính là thần lực mà Điện Tông vừa mới triệu hồi ra. Là thần của thời đại cũ. Đối với chuyện này, cả hai đều rất có hứng thú. Thấy người đàn ông áo xanh và tiêu dao kiếm tu không nhắc gì đến mình, Điện Tông căng thẳng hẳn lên. Bất chợt, người đàn ông áo xanh quay sang phía lão ta. Thấy người đàn ông áo xanh nhìn về bên này, Điện Tông không hề chần chừ một giây, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của lão ta rất nhanh, chớp mắt đã trốn vào trong thời không tuế nguyệt, nhưng cũng đúng lúc này. Người đàn ông áo xanh cùng tiêu dao kiếm tu đã hiện ra trước mắt lão ta. Thấy hai người, sắc mặt Điện Tông cứng đờ ra. Người đàn ông áo xanh nhìn Điện Tông, cười bảo cá nhân ta không có hứng thú gì với ngươi, nhưng ngươi lại đang có âm mưu nhằm vào cháu ta, tất nhiên ta đây không thể nào. Nhưng chưa dứt câu, ông ấy và cả tiêu dao kiếm tu bên cạnh giường như lại cảm nhận được điều gì, cả hai lập tức quay phát lại. Xa xa, giữa dòng thời không. Có một người phụ nữ đang bước tới. Đó chính là cô gái áo bào trắng. Tư Phàm Tịnh. Thấy Tư Phàm Tịnh xuất hiện, người đàn ông áo xanh cùng tiêu dao kiếm tu đều tỏ vẻ bất ngờ. Người này thế mà lại tới đây. Tư Phàm Tịnh chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào kiếm tu áo xanh. Kiếm tu áo xanh cười hỏi, cô muốn bảo vệ ông ta. Tư Phàm Tịnh liếc nhìn Điện Tông một cái. Điện Tông vội vã cung kính vái chào Tịnh Tông chủ.
Tư Phàm Tịnh lại nhìn về phía người đàn ông áo xanh, xuất kiếm đi. Xuất kiếm. Tư Phàm Tịnh vừa dứt lời, người đàn ông áo xanh liền bật cười ha hả, được. Nói xong, ông ấy đột ngột vung tay lên, kiếm trong tay đã hóa thành một luồng kiếm quang phóng ra ngoài. Vèo. Kiếm quang xé toạc không trung lao đi, nhắm thẳng về phía Tịnh Tông Chủ. Xa xa, Tịnh Tông Chủ bình thản nhìn, đôi môi mấp máy, định. Ầm. Lời vừa dứt, thanh kiếm của người đàn ông áo xanh đột nhiên bị ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Một lời nói ra, lập tức thành hiện thực. Lúc này, Tịnh Tông Chủ lại nói, vỡ. Ầm. Kiếm tổ kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu nứt ra. Người đàn ông áo xanh chợt cười lớn một tiếng, nhún người, hóa thành một luồng kiếm quang phóng tới. Tịnh Tông Chủ nheo mắt, diệt. Ầm. Bất chợt, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà bốc cháy. Không chỉ có thế, hàng nghìn vạn đại đạo vào giờ khắc này cũng bắt đầu hừng hực thiêu hủy. Khi hai bên chuẩn bị vào cuộc chiến, Điện Tông đã nhanh chân bỏ chạy. Lúc này còn không chuồn thì định đợi đến bao giờ? Trong dòng Tuế Nguyệt Trường Hà ngùn ngụt cháy kia, một luồng kiếm quang phóng đi, chém nát nghìn vạn đại đạo, xông thẳng về phía Tịnh Tông Chủ. Nghìn vạn đại đạo bốc cháy, nhưng vẫn không cách nào ngăn được một kiếm này của người đàn ông áo xanh. Tịnh Tông Chủ nheo mắt, trong đôi mắt hiện một trắng một đen, cô ta chắp tay sau lưng, nắm chặt rồi nói, kiếp. Ầm ầm, thoáng chốc, trong dòng thời không vô tận đang liên tục vỡ nát, từng tia lôi kiếp thần bí bỗng xuất hiện, mỗi lôi kiếp đều ẩn chứa một sức mạnh khủng bố đủ để hủy diệt tinh hà vũ trụ. Lôi kiếp đó hoàn toàn không phải là vũ trụ kiếp của nơi này. Nhưng kiếm quang của người đàn ông áo xanh vẫn băng băng lao tới, thế không thể cản. Vô số lôi kiếp khủng bố cũng không thể ngăn trở mảy may. Cho đến khi kiếm quang đã tới trước mặt Tịnh Tông Chủ, chỉ còn cách cô ta chừng nửa trượng, Tịnh Tông Chủ đột nhiên nhắm mắt, hô, đảo. Ầm. Bất chợt, trong hư không xuất hiện một ảo ảnh bàn tay tóm lấy kiếm quang. Phép dừng thời gian. Tư Phàm Tịnh từ từ mở mắt, ngoài 3.000 đại đạo, ta mở riêng một đạo này, mời phá. Sau khi thoát khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, Điện Tông dẫn theo đám thánh kỵ sĩ vội vàng trở về chúng thần điện. Về tới nơi, Điện Tông đi vào một căn phòng bí mật, ngồi trước mặt năm pho tượng, trầm mặc mấy ngày. Thần lực. Từ khi lão ta tiếp nhận chúng thần điện tới nay, tính cả lần này, lão ta đã phát động đến 3 cuộc thần chiến, nhưng mà, cả 3 đều thất bại. Điều này khiến lão ta không khỏi nghi hoặc trong lòng. Là do thần yếu thế rồi, hay thần vẫn chưa dốc toàn lực? Thật lòng mà nói, tín ngưỡng của lão ta dành cho thần đã bắt đầu dao động rồi. Thần thật sự vô địch bất bại sao? Thần thật sự không gì không làm được sao? Vũ trụ vô tận kia, thật sự do thần sáng tạo nên. Nếu phải, vì sao hai gã kiếm tu kia có thể phá được thần lực? Cả vị Tịnh Tông Chủ của quá khứ tông kia nữa. Vào thời khắc này, Điện Tông nhìn mấy pho tượng thần trước mặt, ánh mắt mơ hồ. Chợt. Bên ngoài vang lên tiếng nguyên chủ giáo, thưa Điện Tông đại nhân. Điện Tông dừng dòng suy tư, nhìn lên năm pho tượng thần một lần nữa rồi quay người rời khỏi mật điện. Thấy Điện Tông đi ra, nguyên chủ giáo hơi cúi người chào rồi hỏi, thần chiến. Điện Tông bình thản đáp, bọn họ trốn rồi. Trốn thoát rồi. Nguyên chủ giáo sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại. Điện Tông gật gù, tốc độ của hai người đó quá nhanh, bọn ta không đuổi kịp. Chuyện chiến bại tuyệt đối không thể để lộ ra, có một số việc, cần giấu thì phải giấu, bằng không, một khi tín ngưỡng của chúng thần giới sụp đổ hoàn toàn thì đó sẽ là một thảm họa không thể chống đỡ của chúng thần điện. Thấy Điện Tông nói thế, sắc mặt nguyên chủ giáo lập tức xa sầm, ông ta không ngờ hai kiếm tu kia lại có thể chạy thoát khỏi thần lực. Điện Tông liếc nhìn nguyên chủ giáo, nói ta cần bế quan một thời gian, trong thời gian này, chúng thần điện giao cho ngươi toàn quyền quản lý. Nói đoạn, lão ta quay đầu rời đi. Điện Tông lúc này vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong lòng. Lão ta muốn đi chứng thực một chút. Ví dụ như, thời đại cũ mà ngay cả thần tịch cũng không hề có ghi chép gì, cùng với chúng thần từng biến mất năm đó. Lão ta lần này muốn nghiệm chứng lại tín ngưỡng của mình. Điện Tông chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội thần của mình, bởi vì trong những lúc tuyệt vọng nhất, lão đã được thần trợ giúp để thoát khỏi khốn cảnh, bởi vậy. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, lão ta cũng sẽ không phản bội lại thần.
nhưng, lão ta cũng muốn biết sự thật. Nghe Điện Tông nói thế, nguyên chủ giáo sửng sốt ngây người, vốn muốn hỏi chút gì, Điện Tông lại đã đi khuất. Nguyên chủ giáo chau mày. Trực giác mách bảo ông ta, có điều gì đó không ổn. Rốt cuộc trong lúc thần chiến đã có chuyện gì xảy ra? Ngay lúc nguyên chủ giáo còn đang nghi hoặc, một ông lão đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, cung kính vái chào rồi thưa chủ giáo, người bên dưới tới báo, ở học viện chúng thần xuất hiện hai học viên có thiên phú cực cao. Nguyên chủ giáo thoáng ngạc nhiên, thiên phú cực cao. Ông lão kia gật đầu, đúng thế. Nguyên chủ giáo hỏi, yêu nghiệt cỡ nào? Ông lão đáp, cực kỳ yêu nghiệt. Nguyên chủ giáo gật đầu, vậy hãy bồi dưỡng cẩn thận. Nói đoạn, ông ta như vừa nhớ tới điều gì, lại hỏi, liệu có tin tức gì về vị trí của người phụ nữ váy trắng cùng kiếm chủ nhân gian không? Ông lão trầm giọng, vẫn đang điều tra ạ. Nguyên chủ giáo nheo mắt, bảo bọn chúng tăng tốc lên, thêm nữa, hãy canh chừng Diệp Quân thật kỹ. Ông lão kia cung kính cúi chào rồi lùi xuống. Trong tiểu tháp, Diệp Quân vẫn đang đại chiến cùng Thiên Mệnh váy trắng, hai người đã đánh suốt mấy tháng. Trong mấy tháng này, hoa văn phàm nhân trên người Diệp Quân càng ngày càng nhiều, lực huyết mạch phàm nhân cũng càng ngày càng mạnh, mạnh đến độ huyết mạch phong ma hoàn toàn bộc phát cũng không thể áp chế nó. Bởi đã duy trì liên tục mấy tháng phong ma, lúc này, sức chiến đấu của Diệp Quân quả thực đã bùng nổ. Hắn chưa từng phong ma lâu đến như vậy. Cần biết một điều này. Huyết mạch phong ma có thể liên tục tăng sức chiến đấu, hơn nữa, hiện trong người Diệp Quân còn có huyết mạch phàm nhân cùng với huyết mạch viêm hoàng, hai loại huyết mạch này cũng có thể liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh cho hắn. Bởi vậy, hiện giờ thực lực của Diệp Quân đã đạt tới một cấp độ vô cùng khủng bố. Có điều, Thiên Mệnh váy trắng vẫn cứ đối phó dễ dàng. Diệp Quân mạnh thêm một chút, bà ấy cũng sẽ mạnh thêm một phần, vững vàng áp chế Diệp Quân. Cứ thế, không biết qua bao lâu, Thiên Mệnh váy trắng đột nhiên vung kiếm chém cho Diệp Quân lùi lại. Sau khi Diệp Quân dừng lại, bà ấy xông lên, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Khi Diệp Quân muốn vung kiếm lần nữa, một kiếm thế đáng sợ đã bao trùm lên hắn. Diệp Quân lập tức bị trấn áp. Thiên Mệnh váy trắng đặt tay phải lên vai Diệp Quân, nhẹ ấn một cái, nháy mắt, lực huyết mạch của cả ba dòng huyết mạch trong người Diệp Quân đã bị bà ấy từ từ trấn áp xuống. Nhưng chỉ giây lát sau, chúng lại điên cuồng phản kháng, trỗi dậy, đẩy lùi kiếm thế của Thiên Mệnh váy trắng. Thấy thế, đáy mắt Thiên Mệnh váy trắng toát lên một tia kinh ngạc. Quả thực phải khẳng định rằng trong thời gian đại chiến cùng Diệp Quân, thực lực của Diệp Quân đã khiến bà ấy thật sự thấy khiếp sợ, đặc biệt là ba loại lực huyết mạch này, chúng dường như vô cùng vô tận, chỉ cần Diệp Quân duy trì ý chí chiến đấu, chiến lực sẽ liên tục tăng mạnh. Đến lúc này, bà ấy không thể không nghiêm túc đánh với Diệp Quân. Đây mới là tình trạng Diệp Quân không dung hợp cùng Ngao Thiên Thiên, chứ nếu hai người đã dung hòa, chỉ sợ chiến lực của Diệp Quân sẽ còn tăng lên khủng bố hơn nữa. Không có thời gian nghĩ nhiều, Thiên Mệnh váy trắng tiếp tục dồn sức chấn áp ba loại huyết mạch trong Diệp Quân. Không biết phải qua bao lâu, Diệp Quân mới từ từ khôi phục như thường. Hắn chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy Thiên Mệnh váy trắng, hắn vội ngồi ngay dậy. Nhìn xuống người mình, lúc này, khắp người hắn đã lan đầy các loại hoa văn. Diệp Quân vội nhìn Thiên Mệnh váy trắng, cô, thân thể con thế là thành công rồi. Thiên Mệnh váy trắng nói, 9 phần. Diệp Quân ngạc nhiên, 9 phần. Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, liếc nhìn những đường hoa văn trên người Diệp Quân rồi nói tiếp, hiện giờ con thử cảm thụ thân thể của mình xem sao. Diệp Quân nhắm mắt, tay phải siết chặt. Bất chợt. Hắn cảm nhận được một sức mạnh khủng bố từ sâu bên trong thân thể ầm ầm tràn ra như thủy triều, thân thể là đầu nguồn, sức mạnh kia như vô cùng vô tận, cảm giác tương tự như khi kích hoạt huyết mạch phong ma. Sức mạnh phàm nhân. Diệp Quân hưng phấn nói, cô, đây chính là sức mạnh phàm nhân mà truyền thuyết nhắc tới đó sao? Thiên Mệnh váy trắng gật đầu, cũng coi như thế. Diệp Quân nhanh chóng nhận ra điều khác thường trong lời nói của Thiên Mệnh váy trắng, cũng coi như. Thiên Mệnh váy trắng cười nói, huyết mạch phàm nhân của con có được do kế thừa mà không phải do chính con lĩnh ngộ, bởi vậy chỉ có thể tính là huyết mạch phàm nhân hậu sinh chứ không phải huyết mạch phàm nhân bẩm sinh. Nếu ta đoán không sai, huyết mạch phàm nhân của con sẽ có những khác biệt nhất định so với người đó. Diệp Quân trầm mặc. Thực ra hắn cũng đã nghĩ tới vấn đề này trước đây.
cô là do nghịch thiên mà đi mới có huyết mạch phàm nhân cùng thân thể phàm nhân, còn mình, chẳng làm gì cũng có huyết mạch phàm nhân. Hắn cũng từng nghĩ, chỉ sợ huyết mạch phàm nhân trong mình sẽ không được mạnh lắm. Huyết mạch phàm nhân. Hiện giờ, nghe thiên mệnh váy trắng nhận định, hắn càng thêm khẳng định ý tưởng của mình, huyết mạch phàm nhân trong mình nhất định sẽ có điều khác biệt so với huyết mạch phàm nhân của cô váy trắng. Thiên mệnh váy trắng lại nói, hiện giờ thân thể phàm nhân của con còn chưa hoàn toàn thành công là bởi vẫn còn thiếu chút gì đó, ta cảm thấy thế, nhưng ta cũng không biết rốt cuộc là thiếu cái gì, chỉ cảm giác rằng dù tiếp tục chiến đấu cũng không thể vượt qua bước cuối cùng. Diệp Quân đột nhiên hỏi, liệu có phải còn thiếu ngộ? Ngộ! Thiên mệnh váy trắng ngạc nhiên. Diệp Quân gật đầu, con cũng cảm thấy thân thể mình cùng với huyết mạch phàm nhân dường như đã đạt tới một cực hạn. Muốn vượt qua được cực hạn này nhờ chiến đấu và tu luyện thôi thì chỉ e không được. Giống như huyết mạch phong ma ấy, chỉ có triệt để tiến vào trạng thái phong ma thì mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó, huyết mạch phàm nhân này, chỉ e cũng cần một cơ hội như thế. Thiên mệnh váy trắng cười nói, cái này phải trông chờ vào con rồi. Diệp Quân lắc đầu cười, trước con có gặp cô váy trắng, chỉ tiếc lại không hỏi han học tập thêm. Nói đến đây, đáy mắt hắn chợt thoáng một tia lo âu. Cô váy trắng. Không biết cô đã thoát khỏi tay ác đạo được chưa? Nghĩ vậy, lòng Diệp Quân lại chồng chất thêm áp lực. Thấy Diệp Quân lo lắng như thế, thiên mệnh váy trắng cười bảo, đang lo cho cô váy trắng của con à. Diệp Quân gật đầu, thực lực của ác đạo quá khủng khiếp, con. Thiên mệnh váy trắng mỉm cười, chớ có lo lắng. Cô váy trắng của con có thể không địch lại ác đạo nhưng muốn chạy thoát cũng không phải vấn đề gì lớn, dẫu sao thì tốc độ ngự kiếm của người đó cũng thuộc dạng cực nhanh, chạy trốn hẳn không thành vấn đề đâu. Nói đến đó, đột nhiên bà ấy có cảm giác lương tâm mình cắn rứt không yên. Chạy trốn. Thực ra đến lúc này Diệp Quân vẫn cảm thấy không thể tiếp thu được chuyện cô váy trắng đánh không lại ác đạo, thậm chí hắn còn hoài nghi điều này. Bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng, chuyện này có gì đó không ổn lắm. Cần biết rằng, hiện tại hắn không phải một kẻ thực lực kém cỏi, tuy còn không so được với những cường giả cấp bậc cao nhất như ác đạo nhưng xếp chung toàn vũ trụ thì cũng không tính là yếu. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên tiếp xúc với những cường giả bậc nhất và những trận đấu của kẻ mạnh nhất. Ác đạo rất mạnh. Đúng, nhưng nếu so ác đạo với cô váy trắng trắng, hắn vẫn cảm thấy cô váy trắng nhà mình mạnh hơn. Tóm lại thì ý tưởng đó xuất phát từ trực giác cá nhân. Nhưng chẳng lẽ hai vị cô váy trắng đang lừa mình? Suy nghĩ một chút, Diệp Quân lại cảm thấy điều đó không có nhiều khả năng xảy ra. Bởi vì ở cấp bậc như cô váy trắng, người ta thường không hay lừa dối kẻ khác làm gì, mà cô thiên mệnh trông cũng rất thành thực, rất chính trực, không giống một người giỏi lừa gạt. Thấy Diệp Quân sầu não suy tư, thiên mệnh váy trắng sợ hắn nghĩ nhiều bèn chuyển đề tài. Con chớ lo lắng nhiều, việc cấp bách hiện nay là tăng cao thực lực của con cần nhớ, chân tỷ của con giờ chỉ còn chưa đầy 10 năm thôi. Chân tỷ, nghe thiên mệnh váy trắng nhắc tới người đó, Diệp Quân tức thì bừng tỉnh. Đúng rồi, thực lực hiện nay của chân tỷ không thể chờ quá 10 năm. 10 năm, Diệp Quân vô thức siết chặt nắm tay, 10 năm, mình có thể chạm tới vị trí vô địch sao? Mình phải vô địch, bằng không. Một khi ác đạo thoát khỏi vòng vây, đồng thời áp chế được thiện đạo, dung hợp cùng thiện đạo thì thế gian còn ai có thể là đối thủ của ác đạo nữa. Nghĩ tới đó, Diệp Quân vội nói, cô, chúng ta về huyền hoàng giới thôi. Về đó bàn với mẹ xem nên làm thế nào để tăng mạnh thực lực lên đã. Thiên mệnh váy trắng đang muốn nói gì thì đột nhiên có một gã vận đồ đen xuất hiện trước mặt Diệp Quân, đứng cách hắn không xa. Người vận đồ đen kia chắp tay cung kính chào rồi nói, thiếu chủ, các chủ bảo ngài mau trở về huyền hoàng giới. Diệp Quân tức thì căng thẳng trong lòng, vội hỏi, đã có chuyện gì xảy ra sao? Người vận đồ đen thưa, các chủ lên kế hoạch phản công quá khứ tông. Phản công quá khứ tông. Diệp Quân cùng thiên mệnh váy trắng liếc nhìn nhau, cả hai cô cháu đều khá bất ngờ. Không ai lường trước, tần quan lại muốn tấn công quá khứ tông trước. Diệp Quân không đắn đo lâu, lập tức nói, đi thôi. Ngay sau đó, ba người biến mất khỏi tiểu tháp. Huyền hoàng giới. Khi Diệp Quân và thiên mệnh váy trắng trở lại nơi này, đã có rất nhiều người quen có mặt chờ hắn. An Nam Tịnh,
những cô gái của U Minh Điện. Những người thuộc thời đại của cha, người của Dương tộc, cùng với người của chân vũ trụ. Tất cả những cường giả mạnh nhất đều đã tụ tập ở huyền hoàng giới. Đây hiển nhiên là do Tần Quan triệu tập. Dương tộc dễ bắt nạt lắm sao? Đương nhiên không phải. Lần này, để giết Diệp Quân, quá khứ tông đã dốc toàn lực, đồng thời còn triệu tập vô số cường giả của Tuế Nguyệt Trường Hà, khiến cho Diệp Quân mấy lần lâm vào cảnh khốn cùng. Việc này đương nhiên không thể dễ dàng cho qua như thế. Tại một gian đại điện, mọi người đều tụ tập ở nơi này. Tất cả những cường giả mạnh nhất của vũ trụ Quan Huyên, cường giả của thời đại kiếm chủ nhân gian, cường giả của thời đại kiếm chủ Thanh Sam, cùng với những cường giả của chân vũ trụ đều đã có mặt. Cầm đầu đám người là người phụ nữ váy xanh Tô Thanh Thi. Bên cạnh bà ấy là Tần Quan. Diệp Quân ngồi ở hàng dưới. Vị trí có vẻ thấp kém. Bởi vì, so với những người ở đây, hắn là người có địa vị thấp nhất. Bên cạnh hắn là tỷ tỷ Diệp An. Nếu tính theo thứ bậc, hai tỷ đệ này nằm ở vị trí thấp nhất, đặc biệt là khi Nhị Nha với Tiểu Bạch cố tình nhấn mạnh gọi bọn họ là cháu. Diệp Quân liếc nhìn Diệp An. Diệp An hôm nay vận bộ váy dài màu đỏ nhạt, sắc mặt lạnh nhạt, hai tỷ đệ gặp lại cũng chẳng muốn trò chuyện gì. Diệp Quân đã nắm bắt rõ ràng tính cách tỷ tỷ mình, vị tỷ tỷ này chính là loại người, nếu ngươi không nói lời nào, nàng ấy tuyệt đối không lên tiếng trước. Diệp Quân kéo tay áo Diệp An, chào tỷ tỷ. Diệp An quay sang liếc nhìn Diệp Quân, việc gì? Diệp Quân đắn đo giây lát mới nói, tỷ có muốn kế thừa gia nghiệp không? Vị trí vua của vũ trụ Quan Huyên này, tỷ làm nhé. Diệp An nhìn Diệp Quân chằm chằm, đệ muốn ăn đòn à? Diệp Quân. Diệp An chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, ta kế thừa gia nghiệp, đệ làm cái gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, đệ đi tu luyện. Diệp An lại liếc xéo Diệp Quân, mơ đẹp đấy. Diệp Quân. Diệp An bỗng nói, có phải đệ có tổ nguyên không? Diệp Quân gật đầu, phải. Diệp An lập tức xòe tay trái. Diệp Quân sửng sốt, ý gì đấy? Diệp An quay sang nhìn Diệp Quân, cha đã nói, tỷ đệ với nhau phải biết chia sẻ. Diệp Quân nghĩ một chút rồi hỏi, thế sao tỷ không chia cho đệ một chút? Diệp An bình thản đáp, ta không có, lấy đâu ra mà chia? Diệp Quân. Diệp An vẫn tiếp tục chia tay. Do dự một lát, Diệp Quân cũng lấy ra một luồng tổ nguyên, đặt vào tay Diệp An. Diệp An nhìn tổ nguyên trong tay rồi thu về, cảm ơn đệ đệ nhé. Diệp Quân. Nhưng vào lúc này, ở hàng ghế cao, Tần Quan bỗng lấy ra một tờ địa đồ, liếc nhìn nó rồi chỉ vào một nơi, trước tiên hãy đánh hạ quá khứ tông này. Tô Thanh thì bỗng nói, sau lưng quá khứ tông còn có chúng thần điện. Tần Quan gật đầu, phải, con đã điều tra chúng thần điện này, bọn họ xuất hiện từ trăm tỷ năm trước, thờ phụng một số vị thần đến từ thời đại cũ. Nhưng giai đoạn lịch sử đó lại chưa từng được ghi lại ở bất cứ đâu, bởi vậy hiện nay chúng ta không thể tra được tin tức có ích nào. Nói đến đây, bà ấy thoáng dừng giây lát mới tiếp tục, xong, theo ta được biết, chúng thần điện này có mối liên hệ với ác đạo. Nghe vậy, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tần Quan. Diệp Quân cũng nhìn Tần Quan, hỏi, có quan hệ với ác đạo ạ? Tần Quan gật đầu. Dòng tuế nguyệt trước mắt mà chúng ta được biết kéo dài đã trăm tỷ năm, mà tuế nguyệt trước trăm tỷ năm này được gọi là thời đại cũ, ác đạo này cũng không phải xuất phát từ tuế nguyệt hiện nay, lai lịch của nó. Nói đến đó, bà ấy ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, chủ nhân bút đại đạo, chỉ bằng ông ra giải thích cho mọi người đi. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân quay đầu nhìn ra, ngoài điện có một người đàn ông trung niên đang chậm rãi bước vào. Đó chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo vào trong điện, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười, mọi người khỏe cả chứ. Mọi người thấy ông ta nhưng không ai đáp lại. Chủ nhân bút đại đạo hơi xấu hổ, ở nơi này, ông ta chỉ là một người ngoài, đó cũng là nguyên nhân vì sao ông ta không vào đây từ đầu. Nơi này người ta đang mở cuộc họp gia đình, người ngoài như ông ta vào làm cái gì. Tần Quan nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, tiền bối, xin hãy giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Ai là người hiểu rõ lịch sử nhất? Đáp án không thể nghi ngờ chính là cái tay lông bông trước mắt này. Chủ nhân bút đại đạo nói, đại đạo thực ra cũng thuộc về chúng thần điện. Nghe vậy, mọi người trong điện đều nhíu mày.
Diệp Quân trầm giọng, đại đạo không phải là chí cao vô thượng sao? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, tất nhiên không phải, chí cao vô thượng là vị thần trong chúng thần điện kia, tên gọi thần nhất. Diệp Quân ngạc nhiên, thần nhất. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, mắt ánh lên vẻ tôn kính, đây là vị thần thứ nhất của thời đại cũ, là vị thần chân chính đúng nghĩa. Nói đến đó, ông ta nhìn quanh một lượt rồi mới tiếp tục, thời đại cũ và thời đại hiện nay đều do người đó sáng lập ra. Nghe vậy, những người trong điện đều biến sắc. Sáng tạo vũ trụ. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục, đại đạo, vận mệnh, luân hồi, ba từ này chính do vị đó nói ra trước tiên. Ở thời đại của vị ấy, thế gian có trật tự, cuộc sống của vạn vật vạn linh ngay ngắn rõ ràng, có thể nói, đó là thời đại tốt nhất từ trước tới nay, bởi vì ở đó không có chiến tranh. Ở thời đại đó, nếu phát động chiến tranh, làm chuyện ác, thật sự sẽ bị trời phạt. Hơn nữa, vạn vật vạn linh đều thật lòng thần phục vị ấy. Nói đến đây, ông ta khẽ thở dài một hơi, vị đó được gọi là thần, nhưng không phải do vị đó tự phong mà do vạn vật vạn linh khi đó chấp nhận, chủ động tôn vị ấy làm thần. Diệp Quân thoáng chấn động. Vạn vật vạn linh chủ động tôn làm thần. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, bởi vì vạn vật vạn linh từ tâm can tôn kính vị ấy, tán thành vị ấy, cho nên sức mạnh tín ngưỡng của thần nhất vô cùng đáng sợ đến độ ngôn ngữ không thể hình dung nổi. Đương nhiên, với thực lực của vị đó, sức mạnh đến từ tín ngưỡng ấy căn bản không quan trọng gì. Nói đến đây, ông ta liếc sang phía Diệp Quân rồi lại tiếp tục, hơn nữa, vị ấy chính là một vị thần duy nhất còn giữ toàn bộ nhân tính. Diệp Quân sững sờ, toàn bộ nhân tính. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy, toàn bộ nhân tính, không một tia thần tính, vị ấy khai sáng đại đạo, sáng tạo ra luân hồi và trật tự, giáo hóa vạn tộc, thành lập một thế giới vũ trụ chân chính thái bình, chỉ tiếc về sau. Chưa hết câu, ông ta đã lắc đầu thở dài. Diệp Quân hỏi, về sau thế nào? Chủ nhân bút đại đạo nói, một người đạt tới trình độ vô địch nhất định sẽ trở nên buồn chán, vị ấy cũng thấy buồn chán. Vì thế, vị ấy làm một việc này. Nói đến đó, ông ta ngừng bặt. Diệp An quắc mắt chừng ông ta, có phải ông rất thích khơi gợi tò mò của người khác không? Nghe Diệp An nói thế, chủ nhân bút đại đạo ngượng ngùng cười trừ, rồi nói, khi thần nhất trở nên buồn chán, bèn muốn thử cảm giác có thần tính xem sao, ta đoán là vị đó muốn nâng cao một bước, bởi vậy muốn thử xem có toàn bộ thần tính thì sẽ thế nào. Tiếc thay, thần nhất đã đánh giá quá cao nhân tính của mình, đồng thời đánh giá thấp thần tính. Diệp Quân hỏi, cuối cùng, thần tính đã áp chế nhân tính. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy, sau khi thần nhất có toàn bộ thần tính, tính tình đã thay đổi hẳn, chúng sinh và vũ trụ mà vị đó từng quan tâm nhất chợt biến thành thứ không đáng để tâm. Không chỉ có thế, thần nhất bắt đầu có dục vọng, mà dục vọng này chính là muốn bị đánh bại, muốn trở nên mạnh hơn nữa. Nghe vậy, Diệp Quân lập tức nhíu mày. Vậy chẳng phải cũng giống như vị tiêu giao kiếm tu kia hay sao? Diệp Quân bước khỏi dòng suy tư, tiếp tục hỏi, sau đó thế nào? Chủ nhân bút đại đạo đáp, tự thân binh giải. Diệp Quân càng nhăn mày sâu hơn, tự thân binh giải. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, điều ta biết là, để bản thân không biến thành mối nguy hại cho cả vũ trụ, thần nhất đã lựa chọn tự mình binh giải, bởi vì vị đó biết, khi mình có toàn bộ thần tính. Mình sẽ trở thành vị thần nguy hiểm nhất ở vũ trụ này. Có điều, vì sao sau khi đã có toàn bộ thần tính mà vẫn lựa chọn tự thân binh giải để cứu vũ trụ thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ suy đoán là, có lẽ ai đó, hoặc có chuyện gì đó, đã đánh thức một tia nhân tính trong người vị ấy. Tần Quan bỗng hỏi xen vào, thế còn những vị thần sau đó? Chủ nhân bút đại đạo khinh khi ra mặt, những kẻ xưng là thần sau này chẳng qua chỉ là những kẻ kiêu căng ngốc nghếch tự phong cho mình mà thôi. Diệp Quân đột ngột hỏi, tiền bối, vị thần nhất đó so với cha ta thì ai lợi hại hơn? Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người liền đồ dồn ánh mắt vào chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo đã cứng đờ ra. Không ai tin. Nghe Diệp Quân hỏi thế, chủ nhân bút đại đạo chợt tê dại cả da đầu. Câu hỏi kiểu gì vậy? Mọi người có mặt ở đây đều đang chăm chú nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt Diệp Thanh Thanh đã dần lộ vẻ khó chịu. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Diệp Quân rồi nói, kiếm chủ nhân gian là vô địch. Trong tình thế này, đương nhiên ông ta cũng biết nên nói thế nào, cả nhà người ta đều đang ở đây hết đó.
Nếu dám đưa ra đáp án khác thì có khác nào tự sát? Cần biết rằng, khi Diệp Quân đặt ra câu hỏi này, cả ba vị thiên mệnh đều nhìn ông ta chòng chọc, như thể nếu ông ta trả lời không đúng ý họ là sẽ lập tức vung kiếm chém liền. Nhận được câu trả lời từ chủ nhân bút đại đạo, Diệp Thanh Thanh mới thản nhiên nói, ông không cần như vậy đâu, chúng ta đây không phải hạng người không biết lý lẽ. Chủ nhân bút đại đạo chỉ biết trầm mặc. Trong số mấy vị thiên mệnh, chỉ có cô là không đếm xỉa đến lý lẽ nhất, giỏi chơi xấu nhất, vậy mà cô còn không biết xấu hổ nói ra câu đó à, chủ nhân bút đại đạo cảm thấy mình phục lăn người này rồi. Đương nhiên, lời ấy tuyệt đối không thể nói ra, bằng không, với tính cách của thiên mệnh váy đen này, chỉ sợ bà ấy sẵn sàng xách kiếm đuổi theo ông ta vài trăm năm ấy chứ. Chủ nhân bút đại đạo xua mọi ý nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, tiếp tục nói, sau khi thần nhất minh giải, đạo điện do vị ấy sáng lập ra cũng bị đổi tên thành chúng thần điện, còn nhóm người đi theo thần nhất trước kia, ban đầu cũng nghiêm túc tiếp tục tuân thủ theo trật tự và quy tắc do thần nhất lập ra, nhưng càng về sau, dã tâm và dục vọng của họ càng bành trướng, vì quyền lợi và tổ nguyên, họ bắt đầu tranh giành, gây nên nội loạn. Một cuộc chiến ác liệt trong chúng thần điện đã nổ ra, khiến cho trật tự cùng đại đạo tan vỡ, gây nên một thời kỳ hắc ám kéo dài cho vũ trụ này. Diệp Quân hỏi, sau đó thì sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, sau đó, có 5 vị thần giành được thắng lợi chung cuộc, bọn họ tiếp tục nắm giữ chúng thần điện, có điều, thái độ của họ đối với chúng sinh đã từ phục vụ biến thành nô dịch. Diệp Quân trầm giọng, còn đại đạo? Chủ nhân bút đại đạo đáp, không có thần nhất, đại đạo cũng có dã tâm và dục vọng của riêng mình, ban đầu đại đạo xuất hiện là để giữ gìn trật tự vũ trụ, nhưng càng về sau, đại đạo dần biến thành một đại đạo chí cao vô thượng, bắt đầu thao túng chúng sinh. Nói đến đó, ông ta lắc đầu thở dài, tóm lại là, dã tâm và dục vọng thì ai cũng có, nếu không hạn chế, chúng sẽ điên cuồng tăng trưởng như cỏ dại trên đồng hoang, sau đó nuốt chửng hết thảy. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu mới ngờ vực hỏi, vì sao chúng thần điện đó lại có móc nối với quá khứ tông? Chủ nhân bút đại đạo đáp, mấy vị thần đã chiến thắng kia, bọn họ không thuộc về thời đại này, và người nắm quyền ở chúng thần điện hiện nay cũng chính là vị điện tông đó, lão ta là một kẻ có dã tâm nhưng không có thực lực, vị tịnh tông chủ ấy đã hứa hẹn với lão rằng chỉ cần tiêu diệt được các vị là chúng thần điện có thể thâu tóm toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân nhíu mày, thâu tóm toàn bộ vũ trụ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, thực ra ta ngờ rằng sau lưng vị điện tông đó có ngụy thần sai lão ta làm như vậy, bởi vì mấy vị ngụy thần sống sót kia vẫn luôn muốn đạt tới trình độ như thần nhất, trở thành thần thực sự. Có điều, ta lại không có chứng cứ, mấy vị ngụy thần đó đã lâu không xuất hiện. Ta từng phái người điều tra họ, nhưng không hề có tin tức gì. Diệp Quân bỗng hỏi, làm thế nào mới có thể chân chính thành thần? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, thần không phải do bản thân tự phong, muốn trở thành một vị thần chân chính thì phải như thần nhất vậy, nhận được sự tán thành từ hàng tỷ sinh linh, bọn họ chân thành tán đồng cậu, tình nguyện tôn cậu làm thần, cậu mới thực sự thành thần. Diệp Quân lại nói, so với chúng thần điện ngày nay, ta cảm thấy vị tông chủ quá khứ tông kia nguy hiểm hơn. Cô gái áo bào trắng đó. Trong số những đối thủ từng chạm trán, kẻ mạnh nhất mà Diệp Quân từng đối đầu chính là cô gái áo bào trắng và ác đạo, thậm chí cô gái áo bào trắng đó còn khiến Diệp Quân có cảm giác cô ta mạnh hơn cả ác đạo. Đây là một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm. Nghe Diệp Quân nói thế, chủ nhân bút đại đạo cũng gật đầu, quả thực cô ta còn đáng sợ hơn cả chúng thần điện. Có điều, ta cho rằng trước tiên cần phải giải quyết quá khứ tông cùng chúng thần điện, đặc biệt là chúng thần giới đó. Chúng thần giới không phải một địa phương nhỏ. Đó là một vũ trụ khổng lồ. Vùng vũ trụ đó có hàng vạn vũ trụ thế giới, số lượng sinh linh không sao đếm xuể, thâu tóm được nó, chúng ta có thể bắt đầu thử thành lập trật tự. Diệp Quân ngạc nhiên, thành lập trật tự. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, thành lập trật tự được hình thành thì sẽ chẳng khác nào mở ra riêng một đạo. Nói đến đó, ông ta nhìn về phía tần quan trên cao, cười bảo tần các chủ hẳn cũng có ý tưởng này, đúng không? Tần quan mỉm cười, phải. Mở riêng một đạo. Đương nhiên, không phải mở vì bà ấy, mà mở vì Diệp Quân. Hỗ trợ Diệp Quân thành lập một trật tự mới, trợ giúp hắn mở riêng một đạo, đây mới chính là mục đích để bà ấy phát triển tuế nguyệt các. Đối với tương lai của đứa con này, tất nhiên bà ấy không thể thực sự mặc nó muốn làm gì thì làm. Diệp Quân nhìn về phía tần quan,
Tuy không nói gì nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, hắn biết, mẫu thân đang thầm lặng làm rất nhiều chuyện vì hắn. Nhưng bà ấy chưa bao giờ nói nửa lời, chỉ lặng lẽ thực hiện. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, các vị nhất định phải phản công quá khứ tông sao? Tần quan gật đầu, trước tiên thâu tóm quá khứ tông, chỉ khi đã giải quyết được quá khứ tông thì mới có thể thu phục nhiều hơn nữa tuế nguyệt nghịch lưu giả. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy. Khi nào bắt đầu? Tần quan chậm rãi đứng lên, tuyên bố, ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn tần quan rồi gật đầu, được. Dứt lời, ông ta quay người ra cửa điện. Diệp Quân vội bước tới kéo chủ nhân bút đại đạo lại, rối rít kêu, chờ chút đã. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, vẻ rất đề phòng, có việc gì? Diệp Quân nghiêm túc bảo, là như vậy, trước kia, để thoát khỏi khốn cảnh, ta đã lấy danh nghĩa của ông để công bố một vài lệnh treo thưởng, lấy tổ nguyên làm. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo tức thì thay đổi, không có, không có, một cái cũng không có. Diệp Quân cười khổ tiền bối, ít nhiều gì cũng phải cho một tẹo mới được, nếu không, danh tiếng của hai ta coi như hỏng hết. Chủ nhân bút đại đạo trừng mắt nhìn Diệp Quân, sao cậu lại lấy danh nghĩa của ta để công bố cái lệnh treo thưởng khỉ gió gì chứ? Sao không tự dùng danh nghĩa của chính cậu đi? Diệp Quân đường hoàng nói, dùng danh nghĩa của ta thì không ai tin. Khóe miệng chủ nhân bút đại đạo hơi giật nhẹ. Diệp Quân kéo ông ta ra ngoài điện, nói tiền bối, ít nhiều gì cũng cho chút đi mà. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, tổ nguyên quá quý giá, ta không có. Diệp Quân nghiêm mặt, tiền bối, người khác bảo không có thì ta còn tin, nhưng ông ta không tin được. Chủ nhân bút đại đạo không hiểu, vì sao? Diệp Quân thẳng thắn nói, tiền bối đây là ai chứ? Kỳ nhân bậc nhất từ cổ chí kim, tuy tổ nguyên rất quý hiếm nhưng ta tin rằng, đối với tiền bối, nó cũng không phải thứ xa vời gì. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, cậu không thể tưởng nổi mức độ quý hiếm của tổ nguyên đâu, đặc biệt là ở thời đại ngày nay. Diệp Quân hỏi, thời đại cũ có không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, có, nhưng ngay cả ở thời đại cũ thì cũng không nhiều. Nói đến đó, ông ta khẽ thở dài, vào thời đại của thần nhất, tổ nguyên chẳng khác nào linh khí ngày nay vậy, nhan nhản khắp nơi, chẳng ai thèm trân trọng, nhưng về sau, chúng thần điện loạn rồi, thế giới đổ nát. Đại đạo tan vỡ tổ nguyên ngày càng ít đi, hơn nữa, chúng thần cũng bắt đầu tranh giành. Vào cuối thời đại cũ, tổ nguyên cũng đã trở nên cực kỳ hiếm hoi. Ngày nay, thời đại này gần như đã không còn tổ nguyên, chỉ có vài vị cường giả mạnh nhất mới có thể kiếm được chút đỉnh thông qua những con đường đặc thù. Diệp Quân trầm giọng, chúng thần từng tranh đoạt tổ nguyên. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy, bởi bọn họ không muốn có nhiều cường giả khác trỗi dậy. Mà tổ nguyên chính là điều mấu chốt, không có tổ nguyên, lên tới cấp bậc đế quân gần như đã là cực hạn rồi. Bởi vậy, khống chế tổ nguyên chẳng khác nào khống chế được số lượng cường giả. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Chủ nhân bút đại đạo xòe tay, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân, trong nhẫn này có 5 tia tổ nguyên, phải nhớ, thứ này vô cùng quý hiếm, chớ có dễ dàng cho người khác. Nói xong, ông ta cất bước rời đi. Diệp Quân vội nói với theo, cảm ơn tiền bối. Chủ nhân bút đại đạo chỉ phất phất tay, sau đó liền biến mất ở cuối chân trời. Diệp Quân đang định cất nhẫn không gian đi thì có một cô gái bước nhanh tới, người đó chính là Diệp An. Thấy Diệp An lại gần, Diệp Quân vội vàng thu luôn nhẫn vào. Diệp An bình thản gọi, đệ đệ này. Diệp Quân gật đầu, vâng. Diệp An dương mắt nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân trầm giọng, tỷ tỷ, tỷ có gì thì cứ nói thẳng đi. Diệp An vẫn chỉ lẳng lặng liếc nhìn nhẫn không gian trên tay Diệp Quân. Diệp Quân nặng nề nói, tỷ, chúng ta là tỷ đệ ruột thịt, cướp đoạt không hay đâu. Diệp An thản nhiên liếc nhìn Diệp Quân, ta không phải loại người đó. Diệp Quân thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng Diệp An lại nói tiếp, ta chỉ vay thôi, cho ta vay chút tổ nguyên, cha sẽ trả lại. Tiểu Tháp. Diệp Quân. Diệp Quân nghe mà tê dại cả ra đầu. Cha chả là cái quỷ gì. Tỷ vay của ta, bảo ta đi tìm cha mà đòi. Những lời vô liêm sỉ như thế mà sao tỷ cũng nói ra được vậy. Thật là quá đáng. Diệp An lại nói, nếu đệ không tin cha thì để ông nội trả cũng được. Diệp Quân. Tiểu Tháp.
Thấy Diệp Quân vẫn trầm mặc, Diệp An liếc hắn một cái, là tỷ đệ ruột thịt, không đến nỗi không cho ta vay đấy chứ. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi xòe tay, một tia tổ nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Quân cắn răng đưa cho Diệp An. Diệp An nhận lấy tổ nguyên, Diệp Quân bèn cười bảo, không cần trả, của đệ chính là của tỷ, một khi tỷ cần, chớ nói một tia tổ nguyên, ngay cả tháp ra, đệ cũng đồng ý đưa cho tỷ. Tiểu tháp. Diệp An nhìn Diệp Quân, thật không? Diệp Quân gật đầu, thật chứ? Diệp An bình thản nói, vậy đệ cho tay vay thêm chút tổ nguyên đi. Diệp Quân không hề do dự, đưa luôn nhẫn không gian mà chủ nhân bút đại đạo mới cho hắn ra cho Diệp An, trong nhẫn vẫn còn 4 luồng tổ nguyên. Diệp An nhận nhẫn không gian, quay đầu bước đi. Diệp Quân không nói gì. Mới đi được mấy bước, Diệp An lại quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, lòng bàn tay mở ra, một chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân, sau đó mới tiếp tục cất bước. Diệp Quân cười cười, đón lấy nhẫn, nhưng khi nhìn vào trong nhẫn, hắn chợt ngây người. Bên trong nhẫn không gian có tổng cộng 10 tia tổ nguyên. 10. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An đã đi xa, tỉ tỉ. Xa xa, Diệp An không quay đầu, chỉ nói, mẹ ta cho ta 10 luồng tổ nguyên, chia cho đệ 5 luồng. Diệp Quân nắm chiếc nhẫn không gian trong tay, lòng chợt ấm áp. Khi Diệp Quân quay lại đại điện, cuộc họp đã kết thúc, trong điện chỉ còn lại Tần Quan. Tần Quan nhìn Diệp Quân, mỉm cười, ngày mai sẽ phản công. Diệp Quân gật đầu, vâng. Tần Quan nắm tay Diệp Quân, khởi động huyết mạch phàm nhân đi. Diệp Quân lập tức kích hoạt huyết mạch phàm nhân, ngay sau đó trên tay hắn xuất hiện đường vân phàm nhân. Tần Quan nhẹ nhàng vuốt ve đường vân phàm nhân kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thật sự là cơ thể phàm nhân. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi, mẹ cũng biết huyết mạch phàm nhân à? Tần Quan cười nói, biết chút ít. Diệp Quân vội vàng nói, mẹ nói đi. Tần Quan cười nói, nhắc đến huyết mạch phàm nhân đương nhiên phải nói đến cô váy trắng của con, cô ấy là một người rất giỏi, nhưng theo mẹ được biết, cô ấy không hề quan tâm đến huyết mạch hay cơ thể phàm nhân. Bởi vì với trình độ của cô ấy, sức mạnh của huyết mạch chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Quân trầm giọng nói, cho nên con chỉ có thể tự mình tìm hiểu huyết mạch này sao? Tần Quan cười, tự mình tìm hiểu cũng là chuyện tốt. Diệp Quân sững sờ, sau đó cười nói, con hiểu rồi. Hắn đương nhiên hiểu ý của Tần Quan, rất nhiều chuyện vẫn nên tự mình làm thì tốt hơn. Tần Quan kéo Diệp Quân ra ngoài điện, lúc bước đến cửa, bà ấy nhìn lên bầu trời. Nhẹ nhàng nói, mẹ và cha con đã từng cãi nhau về chuyện nuôi dưỡng con ở bên ngoài, mẹ chỉ hy vọng con có thể sống vui vẻ hạnh phúc cả đời, đừng vất vả như cha con. Diệp Quân tò mò hỏi, vậy tại sao về sau mẹ lại đồng ý? Tần Quan đáp, bởi vì cha con nói đúng, trên đời không ai muốn sống một cuộc sống tầm thường, ông ấy nói để con lựa chọn, con nhất định sẽ không chọn an phận thủ thường suốt đời. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tần Quan quay lại nhìn Diệp Quân, thế giới này cần có trật tự này vốn là do cha con thiết lập, nhưng cha con không thích hợp. Diệp Quân hỏi, bởi vì thần tính sao? Tần Quan lắc đầu, vì cô váy trắng của con. Diệp Quân sững sờ. Tần Quan cười nói, con biết trên đời này ai nguy hiểm nhất không? Diệp Quân trầm giọng nói, lẽ nào là cô váy trắng? Tần Quan gật đầu, chính là cô ấy. Diệp Quân không hiểu, tại sao? Tần Quan nhẹ nhàng nói, thần tính của cô ấy là thuần khiết nhất. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Quân, Tần Quan giải thích tiếp, có phải con cảm thấy cô ấy rất tốt không? Diệp Quân gật đầu, con không tiếp xúc nhiều với cô váy trắng, nhưng con cảm thấy bà ấy rất hiền lành. Tần Quan cười nói, đó là đối với con thôi, con biết cô ấy đối với người khác thế nào không? Tần Quan khẽ lắc đầu, trong Dương tộc. Cô ấy đối với cha con và con rất tốt, nhưng đối với người khác, lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ như đang đối với mặt với một con kiến. Diệp Quân im lặng. Cô váy trắng đôi khi thực sự lạnh lùng, kiểu lạnh lùng đó không phải là sự cao ngạo, mà là bà ấy không coi mọi người là đồng loại. Tạo cho người ta cảm giác, bà ấy đang đứng ở trên cao nhìn xuống. Tần Quan nói tiếp, thần tính và nhân tính của cô ấy đều rất thuần khiết, có thể nói là cực hạn. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, mẹ lo một ngày nào đó thần tính của bà ấy sẽ áp chế nhân tính sao?
Tần Quan lắc đầu, sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng mẹ sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện không ai ngờ tới, cha con cũng sợ. Lo lắng này không phải tự nhiên mà có, chúng ta cũng đã cảm nhận được cô ấy định làm vài chuyện. Vì vậy cha con mới đồng ý với cô ấy đi đến một thế giới khác. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Cô váy trắng không chịu khống chế. Mẹ kiếp! Thật đáng sợ! Tần Quan nhẹ giọng nói, lúc cha con chưa đi đến bước cuối cùng, cô ấy luôn bận lòng, vì vậy không làm gì cả, nhưng sau khi cha con có năng lực tự vệ. Tần Quan nhìn lên trời, trong mắt đầy vẻ lo lắng, cô ấy nói muốn sống một cuộc đời mới, sau khi sống một cuộc đời mới thì sao? Không hối hận nữa, rồi bước tiếp bước cuối cùng, hay là nhân tính áp chế thần tính? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Quan, Diệp Quân mỉm cười, mẹ, có thể chúng ta đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Tần Quan nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, suy nghĩ của người bình thường không thể đánh giá được cô váy trắng, cho dù bà ấy muốn làm gì, con cũng tin bà ấy sẽ không từ bỏ cha. Cho dù là người hay thần, con thấy có thứ gì đó hay người nào đó để quan tâm là chuyện tốt, nếu một người thật sự không có ham muốn, không lo lắng thì có ý nghĩa gì? Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Quân nói tiếp, chuyện của cô, để bà ấy và cha tự giải quyết đi. Tần Quan gật đầu, để bọn họ tự mình giải quyết. Diệp Quân cười nói, mẹ, sau khi chuyện này kết thúc, con muốn đi nơi khác tu luyện, kiểu trải nghiệm một mình. Tần Quan hơi bất ngờ, sao con lại nghĩ vậy? Diệp Quân nghiêm túc nói, con muốn trầm định một thời gian. Trầm định? Hắn vẫn nhớ những ngày tháng ở hệ Ngân Hà. Đó mới là cuộc sống. Hơn nữa, hắn nghĩ việc tu hành không nhất thiết phải chiến đấu. Hắn bị hoàn cảnh đưa đẩy, mặc dù hiện giờ thực lực rất mạnh, nhưng hắn biết vấn đề của mình nằm ở đâu, đơn giản là có thực lực nhưng tâm cảnh chưa đạt được. Tần Quan trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được, cho dù con làm gì thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Trong lòng Tần Quan cảm thấy ấm áp, cảm ơn mẹ. Tần Quan gõ nhẹ lên đầu Diệp Quân, hơi bất mãn, có ai nói cảm ơn với mẹ mình chứ? Lần sau không được làm vậy nữa. Diệp Quân cười, vâng. Tần Quan xoa nhẹ đầu Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, nhớ kỹ, nếu một ngày con không muốn gánh vác những thứ này nữa, thì có thể từ bỏ, con muốn sống thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Đối với bà ấy, Diệp Quân có thể đi đến bước cuối cùng thì bà ấy sẽ rất vui. Nhưng nếu không thể thì cũng không sao cả. Diệp Quân gật đầu, vâng. Tần Quan cười nói, đi thăm mấy cô nương ở chân vũ trụ đi. Từ Nhu, Từ Chân. Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Tần Quan lắc đầu cười nói, con hãy tự xử lý chuyện tình cảm của mình, mẹ chỉ muốn nhắc con một câu, bất kể như thế nào, cũng không thể phụ lòng người khác. Diệp Quân gật đầu, vâng. Tần Quan cười nói, đi đi. Tần Quan gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trên đường đi, Tiểu Tháp khẽ thở dài. Diệp Quân hỏi, Tháp gia, người thở dài cái gì? Tiểu Tháp nhẹ giọng nói, chỉ thấy hơi xúc động. Diệp Quân hỏi, xúc động chuyện gì? Tiểu Tháp đáp, nếu năm đó mẹ của chủ nhân không qua đời thì ta tin ông ấy sẽ không trở nên cực đoan như vậy. Chủ nhân, ông nội. Diệp Quân trầm giọng nói, Tháp gia, ta luôn nghe người nói ông nội trước đây rất cực đoan, đây là sự thật sao? Tiểu Tháp đáp, ông nội người trước đây thật sự không quan tâm đến chuyện sống chết, không phục thì đánh. Nỗi khổ ông ấy chịu đựng còn nhiều hơn cả ngươi và cha ngươi cộng lại. Lúc đó, ông ấy không có tương lai, cũng không có gia tộc lớn mạnh, có một thời gian, ta đi theo ông ấy, tự sinh tự diệt. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi nói, cảm ơn ông nội đã vất vả, cha con ta mới có cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Tiểu Tháp. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đến một gian đại điện. Trong đại điện, Từ Nhu đang xử lý công vụ. Đương nhiên không thể nghi ngờ năng lực của nàng ta, hiện giờ, nhiệm vụ chính của nàng ta là giúp Tần Quan xử lý mọi chuyện. Thấy Diệp Quân đến, Từ Nhu hơi bất ngờ, nói Từ Kính đang ở phòng tu luyện. Nói xong, nàng ta tiếp tục xử lý công việc. Diệp Quân nói, ta đến tìm tỷ. Từ Nhu ngẩng đầu nhìn Diệp Quân với ánh mắt bình tĩnh, có chuyện gì sao? Diệp Quân cười nói, chúng ta nói chuyện chút được không? Từ Nhu chỉ vào đống tài liệu trước mặt, không nói gì. Diệp Quân cũng không nói gì. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Từ Nhu gật đầu, được.
Hai người rời khỏi đại điện, men theo bậc thang đá đi về phía xa. Diệp Quân nhẹ giọng nói, xin lỗi. Từ Nhu quay lại nhìn Diệp Quân với vẻ khó hiểu. Diệp Quân mỉm cười, thực ra, ta muốn nói xin lỗi tỷ từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Từ Nhu bình tĩnh hỏi, xin lỗi chuyện gì? Diệp Quân nói, tỷ biết mà. Từ Nhu im lặng. Diệp Quân mỉm cười, trong thời gian này, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra rất nhiều điều. Hắn khẽ lắc đầu, trước đây, ta hơi trẻ con, làm nhiều chuyện không tốt, còn luôn tự cho mình là đúng, đặc biệt là trở nên mẫn cảm và cực đoan vì lòng tự trọng nực cười. Nói đến đây, hắn nhìn Từ Nhu, lắc đầu cười, thật sự xin lỗi. Từ Nhu nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, từ sau khi ta nhận tổ quy tông, ta thường nghĩ người khác đối tốt với ta là vì cha mẹ ta, bây giờ xem ra, là do ta không tự tin, nói khó nghe thì là thực lực yếu mà lòng tự trọng cao, tính tình không tốt. Hắn nhìn lên bầu trời, hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng nói, nhìn lại bản thân mình, nếu không có cha mẹ, Diệp Quân ta sẽ là người thế nào đây? Có lẽ ta cũng sẽ nỗ lực, nhưng có lẽ ta sẽ không thể quen biết một số người, ví dụ như tỷ, Thanh Thanh cô nương hay người Dương tộc. Càng đi lên, hắn càng nhận ra thế giới này thật sự tàn nhẫn. Nhiều lúc dù mình có cố gắng cả đời thì cũng không thể chạm tới một số thứ. Còn có người vừa sinh ra đã ở vạch đích. Người với người thật sự không giống nhau. Mà hắn còn trẻ đã đi tới bước đường này, thật sự là dựa vào chính mình sao? Nói thẳng ra, Tứ Kiếm đang dẫn theo một con heo, cho nên con heo này mới có thể dễ dàng đi tới vị trí hiện giờ. Đáng tiếc là hắn luôn lảng tránh vấn đề này, không chỉ vậy mà còn kiêu ngạo nói muốn dựa vào chính mình. Tính tự phụ nực cười. Diệp Quân cười nhạo chính mình. Hắn không coi thường mà là hiểu rõ bản thân. Tệ hơn cả sự thiếu hiểu biết là không hiểu rõ bản thân. Điều đáng sợ nhất là sự thiếu hiểu biết của mình sẽ làm tổn thương đến người xung quanh. Nghĩ đến đây, Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó quay lại nhìn Từ Nhu, nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi. Lúc này, Từ Nhu nắm lấy tay Diệp Quân. Diệp Quân sững sờ. Từ Nhu nhẹ nhàng nói, từ sau khi ngươi nhận tổ quy tông, ngươi luôn khiến ta cảm thấy xa lạ, nhưng ta có thể hiểu, trên đời này, ai có thể giữ mãi sự tỉnh táo. Ai chưa từng lạc lối. Ta vẫn đang đợi. Nàng ta mỉm cười, may là ta đã đợi được ngươi, chàng trai từng ở thành hoang cổ. Cuộc đời là một quá trình tu hành. Trong con đường tu hành này, không ai có thể giữ mãi bản tính của mình, mãi mãi là thiếu niên trước kia. Ai cũng có lúc mờ mịt. Người nào rồi cũng có lúc mất phương hướng. Dĩ nhiên Diệp Quân cũng thế. Hệt như một người ăn xin bỗng thừa kế gia tài cả hàng tỷ, hắn có thể vẫn giữ được tỉnh táo sao? Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ nói, tỷ vẫn luôn đợi ta sao? Từ Nhu gật đầu, ừ. Diệp Quân mỉm cười nói, tỷ không giận à? Từ Nhu nói, giận chứ nhưng ta có thể hiểu được, vì ai cũng có thời trẻ tuổi mà. Ai cũng có thời trẻ tuổi. Diệp Quân nắm tay Từ Nhu, hơi cúi đầu xuống không nói gì. Từ Nhu cũng không chống cự, để mặc Diệp Quân kéo tay mình, nàng ta mỉm cười nói, ngày mai phải phản công, người nghĩ thế nào? Diệp Quân cười nói, mẹ ta đã sắp xếp hết mọi chuyện, ta chỉ đến cho vui thôi. Từ Nhu trầm giọng nói, điều ta lo nhất hiện giờ là tông chủ quá khứ tông đó. Diệp Quân nhíu mày, tỷ sợ cô ta không phá vỡ quy tắc à? Từ Nhu gật đầu. Diệp Quân cười nói, vậy thì đúng ý ta. Từ Nhu sửng sốt, sau đó hiểu ra, cười nói, cũng đúng. Nếu cô gái đó không làm theo quy tắc thì cũng chẳng phải là chuyện xấu gì với Diệp Quân. Diệp Quân bỗng nói, ta đã đi gặp chân tỷ. Lòng Từ Nhu căng chặt, nàng ta nhìn Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười, đừng lo, ta sẽ xử lý tốt chuyện của chân tỷ. Hắn đã quyết định rồi. Hắn sẽ cố gắng tu luyện trong vòng 10 năm. Nếu không thể vô địch, đến lúc đó gọi hết cha, cô váy trắng, ông nội, Tiêu Dao kiếm tu và Thanh Khư cô đến. Chẳng phải ác đạo cô giỏi lắm sao? Một mình cô váy trắng không đánh lại cô thì ta gọi 5 người đến đánh cô. Ác đạo. Từ Nhu trở tay nắm lấy tay Diệp Quân, khẽ nói, ngươi cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cố gắng hết sức là được. Diệp Quân gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Từ Nhu mỉm cười,
đi gặp Tiểu Kính một lát đi. Diệp Quân kéo tay Từ Nhu, cùng đi nhé. Từ Nhu liếc nhìn Diệp Quân, ta đi làm gì? Ánh mắt này rất có tình ý. Diệp Quân hơi thất thần, hắn do dự một chốc, sau đó cúi người khẽ hôn lên trán Từ Nhu. Từ Nhu không từ chối mà ôm lấy Diệp Quân, khẽ nói, ngươi biết không? Ta rất ngưỡng mộ ngày tháng ngươi ở chung với đại tỷ ở hệ Ngân Hà. Diệp Quân hỏi, tại sao? Từ Nhu mỉm cười, vì đều rất thuần khiết. Hai tay Diệp Quân vòng quanh eo Từ Nhu, khẽ nói, sau này đợi khi chân tỷ ra ngoài, chúng ta cùng quay về hệ Ngân Hà sống một thời gian, thế nào? Từ Nhu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, thật sao? Diệp Quân gật đầu. Từ Nhu cười nói, được. Nói rồi nàng ta bỗng nhón chân lên thì thầm bên tai Diệp Quân, đến lúc đó hãy chuẩn bị trước một cái giường siêu lớn. Diệp Quân chớp mắt, chuẩn bị giường lớn làm gì? Từ Nhu cười ẩn ý, đấu địa chủ. Diệp Quân cúi người hôn lên môi Từ Nhu. Từ Nhu khẽ run, vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại nhận ra chẳng còn sức. Một lúc sau, đôi môi tách ra. Diệp Quân nhìn Từ Nhu động lòng người trong lòng, hắn mỉm cười, ta sẽ nhớ chuyện chuẩn bị giường lớn, ha ha. Một lúc sau, Diệp Quân rời đi. Từ Nhu nhìn Tổ Nguyên trong tay, nở nụ cười động lòng người. Nàng ta cười không phải vì Tổ Nguyên mà là vì cuối cùng Diệp Quân cũng tìm lại được bản thân trước kia. Nàng ta cảm thấy rất vui. Sau khi tạm biệt Từ Nhu, Diệp Quân đến một căn phòng tu luyện tìm Từ Kính. Nhìn thấy Diệp Quân, Từ Kính hơi sửng sốt. Diệp Quân đang định lên tiếng, Từ Kính bỗng nói tập luyện một chút. Diệp Quân sửng sốt. Từ Kính nhìn Diệp Quân, nào, đến đây. Diệp Quân cười nói, được. Nói rồi hai người rút kiếm ra. Vèo. Xoẹt. Tiếng kiếm vang lên, hai luồng kiếm quang lao ra. Rầm. Kiếm quang bỗng nổ tung, sau đó hai người cùng lùi về sau. Sau khi dừng lại, ánh mắt Từ Kính lóe lên vẻ ngạc nhiên, ngươi. Phải nói là nàng ta vẫn rất ngạc nhiên. Năm đó lúc nàng ta gặp Diệp Quân, mặc dù lúc đó tài năng của Diệp Quân rất nghịch thiên, nhưng so với nàng ta vẫn kém hơn cả 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng bây giờ thực lực của Diệp Quân đã mạnh đến mức này. Diệp Quân cười nói, nếu ta không nhanh chóng nâng cao sức mạnh thì cũng có lỗi với tài nguyên của gia tộc cho ta quá. Từ Kính khẽ gật đầu, lần nữa. Diệp Quân lại lắc đầu, thôi. Từ Kính nhíu mày, tại sao? Diệp Quân cười nói, ngày mai chúng ta cùng nhau sát cánh chiến đấu. Từ Kính nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân bước đến trước mặt Từ Kính. Hắn nắm lấy tay Từ Kính khẽ nói, ta có rất nhiều lời muốn nói với tỷ. Hắn cảm thấy hơi hổ thẹn với người phụ nữ trước mặt. Năm đó vì cứu mình mà thậm chí nàng ta không tiếc trở mặt với chân vũ trụ, cả đời Diệp Quân hắn cũng không thể trả được ân tình này. Xuất phát, Từ Kính nhìn Diệp Quân, ngươi và đại tỷ. Diệp Quân gật đầu, Từ Kính bật ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Quân do dự, sau đó nói, tỷ, không ghen sao? Từ Kính trợn mắt nhìn Diệp Quân, định rút kiếm ra. Diệp Quân không dám trêu Từ Kính, hắn biết ra mặt Từ Kính mỏng, nếu trêu chọc quá mức, nàng ta sẽ không chịu được. Từ Kính bỗng nói về chuyện của ngươi và đại tỷ ở hệ Ngân Hà một chút xem. Nàng ta ngừng một chốc, lại nói, đừng che giấu. Diệp Quân chớp mắt, có vài chuyện không hợp với thiếu nhi, cũng nói sao. Từ Kính gật đầu, nói. Diệp Quân khẽ cười. Sau đó bắt đầu nói đến chuyện hắn và chân tỷ ở hệ Ngân Hà. Dĩ nhiên có vài việc vẫn phải giấu. Một lúc sau, Từ Kính khẽ nói, cuối cùng đại tỷ vẫn lựa chọn đi trấn áp vũ trụ kiếp. Diệp Quân nhìn Từ Kính, tỷ biết tỷ ấy muốn làm thế à? Từ Kính gật đầu, không chỉ một mình ta biết, Tiểu Nhu cũng biết, vì vũ trụ kiếp mỗi lúc một mạnh hơn, đại tỷ đã trấn áp rất nhiều năm rồi, sức mạnh của vũ trụ kiếp mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Lúc đầu bọn ta đều nghĩ đại tỷ có thể hy sinh bản thân để trấn áp vũ trụ kiếp, nhưng cũng may. Nói rồi nàng ta quay đầu sang nhìn Diệp Quân, cũng may đại tỷ còn giữ lại một chút nhân tính, nếu không có khả năng đại tỷ đã không còn là đại tỷ của bọn ta nữa. Nhân tính. Diệp Quân gật đầu, cũng may Từ Chân giữ lại nhân tính của mình, nếu không mất đi nhân tính, e là Từ Chân sẽ không còn gì luyến tiếc với mọi thứ ở thế gian. Từ Kính bỗng nói, trước kia ngươi từng đến kiếp giới à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Kính nhìn Diệp Quân,
muốn nói lại thôi. Diệp Quân nắm chặt lấy tay nàng ta, mỉm cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tỷ ấy ra. Từ Kính khẽ gật đầu, ừ. Chân tỷ. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tinh không, ánh mắt đầy vẻ kiên định. Dù sao hắn đã chuẩn bị đến trường hợp xấu nhất, nếu không được thì đánh hội đồng ác đạo. Năm người đánh một ác đạo, ưu thế thuộc về ta. Ác đạo. Ngày hôm sau. Sáng sớm, tất cả cường giả đã tập trung trong tinh không. Cường giả ba đời nhà họ Dương đều đến, không chỉ thế còn có rất nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả này đều là những người Tần Quan mới chiêu mộ. Tần Quan tuyển người vẫn cực kỳ dễ, dù sao bà ấy cũng có tổ nguyên, bây giờ tổ nguyên đan trong tay bà ấy đã trở thành tiền tệ lưu thông của tuế nguyệt Trường Hà. Diệp Quân bước đến cạnh Nhị Nha và Tiểu Bạch, Nhị Nha liếm một viên kẹo hồ lô, thấy Diệp Quân đến, Nhị Nha nhìn hắn, sau đó nói, làm gì đấy? Diệp Quân mỉm cười, sau đó lấy hai tổ nguyên ra đưa cho Nhị Nha và Tiểu Bạch, cho hai người cái này. Tổ nguyên. Nhị Nha nhìn tổ nguyên trong tay Diệp Quân, hơi ngờ vực, người đưa cho bọn ta làm gì? Diệp Quân nói, đây là tổ nguyên, là thứ quý giá nhất hiện giờ trong vũ trụ, các ngươi lấy đi tu luyện. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, không nói gì. Tiểu Bạch sờ tổ nguyên đó, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Diệp Quân nghiêm túc nói, rất quý giá đó. Nhị Nha lắc đầu, không cần. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Nhị Nha bình tĩnh nói, quá quý giá, vẫn nên để lại cho ngươi dùng đi. Móng vuốt của Tiểu Bạch liên tục vùng vẫy, sau đó chỉ vào tổ nguyên đó, đầu nhỏ lắc lư, cũng không biết đang nói gì. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Bạch, Diệp Quân nói, nó đang nói gì thế? Nhị Nha nói, nó nói ngươi tự dùng đi. Diệp Quân cười khổ, Nhị Nha, Tiểu Bạch, cái này thật sự rất quý, đây cũng là thứ duy nhất ta có thể hiếu kính tặng cho hai người. Nhị Nha ngẫm nghĩ, sau đó nhìn Tiểu Bạch, cuối cùng hai người miễn cưỡng nhận hai tổ nguyên này. Thấy thế Diệp Quân cảm thấy hơi cạn lời. Mình tặng nhầm người rồi sao? Ngay lúc này Tần Quan bỗng nói, khởi động trận pháp. Rầm. Một tia tinh quang bỗng rơi xuống từ tinh không, ngay sau đó tinh quang tụ lại thành một trận pháp dịch chuyển cực lớn, đủ để chứa mười mấy vạn người. Diệp Quân bước đến cạnh Tần Quan, sau đó nói, mẹ, bây giờ quá khứ tông có động tĩnh gì không? Tần Quan cười nói, dĩ nhiên là có, chắc chắn chúng sẽ không ngồi không đợi chết. Diệp Quân nhìn Tần Quan, chúng ta nắm chắc mấy phần thắng trong trận chiến này. Tần Quan lắc đầu, chỉ đánh mới biết. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy thì đánh đi. Đánh. Đã đến lúc tranh đấu giữa hai bên đi đến hồi kết thực sự. Tần Quan nắm tay Diệp Quân, mỉm cười, sau đó nhìn ba người Diệp Thanh Thanh ở phía xa. Ba người Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Diệp Quân, một lúc sau Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Thấy thế, Diệp Quân hơi tò mò, mẹ, ba vị cô cô. Tần Quan cười nói, thực lực của họ và An cô nương là mạnh nhất ở đây, thế nên mẹ để họ đi làm vài việc người thường không thể làm. Sắc mặt Diệp Quân sầm xuống, trực giác nói cho hắn biết e là cuộc phản công lần này không đơn giản như thế. Nhìn thấy được vẻ lo lắng trong mắt Diệp Quân, Tần Quan cười nói, đừng lo lắng, đến lúc đó con chọn một đối thủ là được, còn lại cứ giao cho mẹ. Diệp Quân gật đầu, vâng. Tần Quan xoay người nhìn trận pháp dịch chuyển đó, xuất phát. Bà ấy vừa dứt lời, mọi người tiến vào trận pháp dịch chuyển, không lâu sau trận pháp dịch chuyển được kích hoạt, từng tia tinh quang bao phủ lấy mọi người, không lâu sau tất cả mọi người biến mất trong trận pháp dịch chuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.